Ok, good. Thầy cảm ơn đại chúng. Bây giờ mời mời đại chúng mình bắt đầu nghe ba tiếng chuông và mình bắt đầu thở. Hơi thở của hôm qua là hôm hơi thở trước đã là quá khứ rồi. Bây giờ là chỉ có hơi thở bây giờ thôi. Mình làm như thế nào để mình đồng nhất mình với hơi thở nó trở thành một? Hãy quán tưởng rằng ta chỉ là cái hơi thở thôi. Nó rất là nhỏ, nó rất là mịn và nó rất là nhẹ nhàng. Do nó mịn màng, nó nhẹ nhàng cho nên mọi mệt mỏi nó đều tan biến, thả lỏng. Ta chỉ còn cái hơi thở vào và hơi thở ra thôi. Thở vào. Ra. Vào ra. Ta là hơi thở vào, ta là hơi thở ra. Thở vào, thở ra, thở vào, ta thấy ta chính là hơi thở vào, thở ra, ta là hơi thở ra.
Kính chào Mừng thầy. quá. Thưa đại chúng, thầy rất là vui là có mặt với đại chúng trở lại. Thầy sẽ cố gắng thì tìm lại mấy cái bài cũ để thầy làm tư liệu để thử mình đã học cái gì rồi, sau đó mình tiếp tục. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2020, thầy đang ở Phật học đường Kim Cương. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái khóa thiền học khai quốc, và chúng ta đang dừng lại, ta đang đi tới cái giai đoạn của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, tức là khoảng cuối thế kỷ thứ sáu, cuối thế kỷ thứ sáu, tức là khoảng 580 phải không? Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi tới Việt Nam năm mấy? Năm 580, và ngài mất năm 594. Bài kinh đầu tiên mà chúng ta khảo sát về cái nội dung tư tưởng của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi á, thưa đại chúng, là nó bài kinh này nó rất là thâm sâu, và bài kinh này đưa ra cho chúng ta rất là nhiều bài tập và những cái phương pháp thiền quán. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng kinh Tượng Đầu Tinh Xá này á là một trong những cái kinh thuộc hệ tư tưởng Bát Nhã. Hệ thống tư tưởng Bát Nhã rất là nhiều kinh khác nhau, rất là nhiều kinh khác nhau. Và Tượng Đầu Tinh Xá là một trong những kinh thuộc hệ thống tư tưởng Bát Nhã. Mà chúng ta cũng có thể nói rằng là đây là cái nội dung chính của tư tưởng thiền học của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, và đã dạy dạy cho dân dân Việt Nam của mình. Và chúng ta biết rằng là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi á, ngài xuất thân từ Ấn Độ, ngài qua Trung Hoa không có được bao nhiêu năm hết, và cái cơ hội rất là hy hữu, đó là ngài gặp được thiền sư Tăng Sáng, tổ thứ ba của thiền phái Trung Hoa, và coi như là ngài đắc đạo ở cũng một phần đắc đạo. Thầy nghĩ tư tưởng của thầy Tăng Sáng có ảnh hưởng rất là đậm nét trong cái tư tưởng của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Và dĩ nhiên là thiền học của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi nó mang cái âm hưởng của thiền học Ấn Độ nhiều hơn, nó pha lẫn với Trung Hoa, do nó có cái tính chất của ngài Tăng Sáng một 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 chút. Đó là cái tâm ấn mà sau này chúng ta sẽ thấy trong cái chút nữa đây, chúng ta sẽ đọc tới cái bài kệ truyền đăng, tức là bài kệ truyền thừa, tức là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi truyền lại cho ngài Pháp Hiền như thế nào, và cái nội dung đó nói cái chi. Và hôm trước thì chúng ta đã học tới bài kinh, hầu như là chúng ta đọc hết rồi phải không? Thì ở đây thầy xin, hôm nay mà thầy xin tóm tắt lại cái kinh, một vài cái ý chính trong cái kinh Tượng Đầu Tinh Xá mà quý vị có thể tham khảo, thầy đã post lên trên trên internet. Và chúng ta phải hiểu rằng đây là cái nội dung rất là lớn. Chúng ta biết trong cái lịch sử thiền học thì kinh Lăng Già là một trong những kinh rất là căn bản cho giới thiền học, đặc biệt là thiền học Đại Thừa. Kinh Lăng Già, là gọi là Yogacara, là Du Già, còn Lăng Già thì Lăng Già là một cái kinh khác. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma của Trung Hoa sử dụng cái nền tảng của kinh Lăng Già, và tất yếu là kinh Tư Tưởng Bát Nhã Kim Cương cũng là một nền tảng rất lớn. Do vậy cho nên trong cái kinh này á, thì chúng ta thấy có cả hai tư tưởng nó nằm trong cái này, nằm trong cái hệ thống thiền tập của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi.
và nó có cái ảnh hưởng rất là sâu, ít nhất là nửa niên thiên niên kỷ, tức là hơn 500 năm trước khi cái thiền phái Tỳ Ni Đa Lô Chi cùng với các thiền phái khác như là Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, vân vân, nó nhập lại thành một, trở thành thiền trúc lâm mà chúng ta sẽ học sau. Thì bữa nay chúng ta sẽ làm cho nó rốt ráo trong cái kinh Tượng Đầu Tỉnh Xá này rồi chúng ta nghỉ ha. Rồi, thầy xin sử dụng cái bảng đó, thầy ghi một vài điều để cho quý vị theo cho nó dễ. Thấy không? Đây, hy vọng quý vị thấy cho nó rõ rõ. Ok không? Quý vị có thấy rõ không? Cái mai mốt thì sắm cái bảng là bự bự một tí. Viết lông của thầy đâu đây. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Thứ nhất á là chúng ta hôm nay chúng ta học về là cái tư tưởng của ngài ha. Cái kinh Tượng Đầu Tinh Xá có những cái vấn đề như thế này. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề Bồ đề. Ha. Bồ đề. Tiếng Tàu nó viết như thế này. Bồ đề ha. Bồ đề có nghĩa rằng là, tức là cái kinh này để nói tới vấn đề là bản chất của sự giác ngộ ha. Bồ đề là giác ngộ, chúng ta có thể hiểu như vậy. Thì cái bản chất của sự giác ngộ đó là cái vấn đề nòng nòng cốt trong cái văn bản kinh này. Và chúng ta khi mà chúng ta họ hiểu ở cái vấn đề nghĩa thì chúng ta hỏi Bồ đề, chúng ta hỏi giác ngộ. Giác ngộ tức là enlightened. Thì chúng ta cũng có thể đặt ra là giác ngộ cái điều chi? Giác ngộ cái gì? Thí dụ như chúng ta có một cái vấn đề hiểu lầm gì đó và chúng ta có cái sự giác ngộ. Ví dụ Đức Phật ngài không có biết được cái bản chất của thế giới nó ra làm sao, thì bắt đầu ngài quán chiếu, ngài giác ngộ, thì ngài giác ngộ về cái tính chất của vạn pháp, trong đó nó có tính vô thường, vô ngã và duyên duyên sinh, duyên biểu, vân vân. Thì đó là cái ở cái phương diện gọi là bản môn, tức là phương diện lịch sử, cái phương diện tương đối, thì chúng ta có cái đối tượng, tức là có chủ thể và đối tượng. Cho nên giác ngộ là nó một động từ chứ nó không phải là danh từ. Có nghĩa rằng là mình giác ngộ là mình giác ngộ cái gì. Thí dụ mình có cái niềm đau nỗi khổ mình không hiểu tại sao, thì chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta thấu hiểu được, thì có nghĩa rằng là đó là một hành động thấu hiểu. Do vậy cho nên giác ngộ là một cái, nó không phải là một cái thành quả, nó không phải là một cái giải thưởng mà chúng ta làm một lúc chúng ta đạt tới, mà nó là một cái quá trình, một cái process. Nó là một cái quá trình, tức mình quá trình mình sống. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn khi ngài thành đạo rồi thì ngài vẫn tiếp tục phát triển cái khả năng giác ngộ này hàng ngày. Tại vì mỗi ngày ngài đi khất thực, ngài gặp những cái hoàn cảnh khác nhau. Do vậy cho nên cái sự giác ngộ là một cái tiến trình, nó là một cái sự, nó là một cái living entity, đó là một cái thực thể sống động. Nó là một cái thực thể sống động. Cho nên không phải là một cái địa vị nha. Nó không phải là một cái địa vị, chúng ta sẽ tu 20 năm 30 năm rồi chúng ta sẽ đạt được. Có nghĩa là chúng ta giác ngộ từng phần từng phần từng phần. Cho nên trong cái giới phần của truyền thống đạo Phật, nó có cái từ gọi là giác ngộ từng phần, pratimoksha. Cho nên cái tiêu đề kinh này chủ yếu nói về vấn đề giác ngộ, đó là cái điều cái trọng tâm nhất.
Thì Đức Thế Tôn kinh đó, Đức Thế Tôn nói rằng là chúng ai giác ngộ, ai chứng ngộ và chứng ngộ bằng cách chi? Có ba cái điều mà đưa ra ha. Thứ nhất là ai giác ngộ, ai giác ngộ, ai 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 phát được bồ đề, ai giác ngộ, rồi ai chứng, chứng bằng cái chi? Bằng cái gì? Đó là ba cái câu hỏi được đặt ra đầu tiên của kinh. Và dĩ nhiên là kinh được trong cái ban đầu được định nghĩa bồ đề là cái gì, thì bồ đề là cái gì, thì cái đoạn mà thầy đã gửi đó, quý vị có đọc chữ Hán được thì hay hơn. Bản dịch này cũng không có hay lắm, bản dịch của sư cô Tuệ Thành cũng không có hay lắm. Thầy coi lại và thầy so sánh văn bản thì nó cũng không có, nó không có sáng lắm. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng tạm thời cho quý vị cũng đủ, nhưng mà văn tự thì nó cũng chưa có sáng lắm, do vậy cho nên có những lúc nó hơi bị mờ mờ. Cố nhiên là đây là một cái văn bản hiện tại chúng ta đang có trong tạng kinh Việt Nam, tiếng Việt Nam, chữ Quốc ngữ, chúng ta có thể sử dụng. Thì bồ đề á, khi mà Đức Thế Tôn nói bồ đề có khả năng vượt ngoài tam giới, và cuối cùng Đức Thế Tôn mới khẳng định lại định nghĩa bồ đề là gì. Bồ đề đó là nó là gọi là vô tướng. Thứ hai là bồ đề á, bồ đề là vô tướng ha. Bồ đề nó là vô tướng ha, vô tướng, vô tướng, bồ đề là vô tướng. Chúng ta biết là đây là hệ thống Bát Nhã, do vậy cho nên cái vấn đề không vô tướng vô tác đều nói tới, đều nói tới ha, vô tướng vô tác và không không ha, chữ không, chữ không ở đây nó không phải là không có nghe, không tức là trống rỗng á, mà trống rỗng là trống rỗng cái gì? Trống rỗng là nó không có một cái yếu tố duy nhất, nó không có một cái yếu tố nào là yếu tố duy nhất để tạo thành hiện tượng nào đó. Cái không là cái không như vậy, tức là nó không có cái tự tánh. Mà chúng ta có cái tính chất gọi là duyên biểu. Thầy nghĩ là quý vị nên làm quen với cái danh từ duyên biểu. Tại vì duyên sinh thì nó lại có cái duyên diệt. Cho nên cái chữ sinh và chữ diệt nó hơi bị lộn cộng với nhau. Cho nên cái chữ mà thầy dùng á, trong tiếng Hán, thầy dịch ra tiếng Hán á, nó là tiếng Sanskrit á, là pratyaya samut pada, tức là cái quý thầy hay dùng cái từ này là dịch ra cái từ là duyên sinh đó. Duyên sinh có nghĩa là nó, mọi thứ trên trần gian này nó được nương tựa vào những cái điều kiện khác mà nó hình thành, gọi là duyên sinh. Thì thầy đề nghị là mình dịch cái từ này là duyên biểu nó hay hơn. Duyên biểu là nương vào những cái điều kiện mà biểu hiện, cho nên nó biểu hiện có khi tướng sinh và tướng diệt. Chứ còn nếu chúng ta nói duyên sinh thôi thì nó lại quên cái phần duyên diệt, thì nó chưa có đủ trọn vẹn lắm. Thì thầy nghĩ như vậy, thầy cũng đề nghị như vậy. Quý vị có thể sử dụng cái chữ này này, chữ này là thường là chữ Pratyaya, Pratyaya Samuppada, tiếng Anh nó gọi là co-arising, hoặc là interdependent, independent origination, tiếng Anh nó dịch lại như vậy, hoặc là co-arising, co-arising, đó, cái từ của nó là như vậy, tức là arising là hình thành. Cô tức là nó có cái tính cách inter, qua lại interdependence, nó dùng cái từ khác gọi là inter dependent dependent interdependence, cái nghĩa cũng nó có hai nghĩa ha, chữ nào cũng được. Cái chữ duyên sinh này, chữ này này, thì cái này là sunyata, tên này là chữ không của Bát Nhã, cho nên chữ không của Bát Nhã có nghĩa là duyên biểu đó. Mà xưa nay chúng ta hay dùng cái từ là duyên sinh đó. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó,
chúng ta đọc chữ không này, không gây, không gây, không nợ đó, là chúng ta phải hiểu cái chữ duyên sinh duyên biểu này nghe, chữ không đó đó, chứ không phải là cái chuyện mà hữu và có, không và có nghe. Ừ. Tức là không có yếu tố duy nhất, không có cái bản tính duy nhất để tạo thành mắt, nó cũng do cái mắt không phải là tự nhiên nó thành, cho nên là không có mắt, không mắt gọi là vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, thiệt thân ý, vô ý thức, vân vân. Tức có nghĩa là mọi thứ, cái thứ đó nó được hình thành là do cái sự duyên sinh duyên biểu. Mắt nó biểu hiện là do nhiều yếu tố khác nhau, rồi thân biểu hiện là do nhiều yếu tố khác nhau. À, đó là cái chúng ta phải hiểu cái chữ không của Bát Nhã. Do vậy cho nên cái bồ đề của cái kinh này mà là nền tảng của tư tưởng của thiền phái Tỳ Ni Đa Lu Chi thì đặt trên cái nền tảng này, duyên biểu, tức là không, sunyata, Bát Nhã. Quý vị nắm ha, đó là thầy tổng kết lại rất là ngắn gọn để quý vị nắm, thầy bôi cái phần này ha. Rồi thì cái yếu tố thứ ba, yếu tố thứ ba trong kinh nói tới là cái gì, thì lúc này Bồ Tát mới hỏi là mình như vậy á, nó là vô tướng, bồ đề nó vô tướng, tức là cái bản chất của sự giác ngộ á, nó là vô tướng, thế thì chúng ta nương vào đâu để mà chúng ta tu? Cái câu hỏi nó gọi là mình nương vào đâu mà tu tập ha. Cái điều thứ ba là nương vào đâu. Đó, cái yếu tố thứ ba là cái câu trong kinh được đặt ra, đó là nếu mà phá các pháp nó đều duyên biểu, nó đều là không, vô tác, vô tướng, như thế thì chúng ta nương vào đâu? Thì Đức Phật mới nói rằng là chúng ta cứ nương như vậy mà tu. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại không hiểu, nhưng mà nương vào đâu mới được chứ, như vậy là đó là như thế nào? Đó, thì trong kinh nó có sự đôi co qua lại như vậy. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói rõ hơn, nói rõ hơn là Ngài nói một hơi trong cái văn bản chữ Hán, Ngài nói rất là rõ trong cái văn bản chữ Hán, thì Ngài nói rằng là thị bồ đề vô pháp, vô khứ, vô lai, vô nhập, vô tướng, vô vô ngã, vô thinh, vô kiến, vân vân. Ngài nói cái gì nó cũng là duyên sinh hết. Nhưng Ngài nói một hồi, nhưng mà cái câu cuối cùng Ngài nói rằng là chúng ta phải nương vào đâu? Bồ Tát mới trả lời, Bồ Tát hỏi Đức Thế Tôn hai lần, thì Đức Thế Tôn mới nói bồ đề của ta đó là vốn nó là vô tướng vô tác rồi, do vậy cho nên là chúng ta phải nương tựa vào đâu? Thì Ngài mới trả lời rằng là chúng ta phải nương tựa vào nơi không có nương tựa được. Những câu này rất là hay, rất là nổi tiếng, nương vào nơi không nương tựa được, cho nên là nó hơi bị toái, nó hơi bị khó hiểu. Thì Ngài mới trả lời là gọi là trụ vô sở trụ, trụ vô sở trụ chi trụ, trụ vô sở trụ thị trụ bồ đề, tức là sự bản chất của sát sự giác ngộ của ta đó là nó phải an trú, nó phải nương vào cái nơi không thể nương tựa để mà thiết lập. Vì sao vậy? Tại vì trong kinh Bát Nhã ra Kim Cương, quý vị nhớ cái câu mà ưng vô sở trụ, tức là nương vào nơi không thể nương được, nương vào cái nơi mà chúng ta, khi mà chúng ta có nghĩ rằng chúng ta có thể nương tựa được á, thì cái chỗ đó là giả. Tại vì khi nào có cái tướng hiện ra thì đều là lừa gạt hết, đều dối, giả dối cả, không có sự thật. Mà nương như vậy thì không có thành tựu. Do vậy Ngài mới 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 dùng cái danh từ là trụ vô sở trụ để thầy viết ra cái chữ Hán ha. Trụ Hán Việt ha. Trụ vô sở trụ, trụ vô sở trụ thị trụ, thị trụ bồ đề. Đó, cái câu trả lời của Đức Phật là như vậy.
trong cái văn bản chữ Hán mà quý vị có thể tìm thấy trên online ở cái số 048 0487B14 là có cái câu đó. Cái mục ở chỗ là không chỗ đó. Thì đây là cái nòng cốt, tức là chúng ta trụ vô sở trụ, có nghĩa là cho ta, chúng ta nương vào những cái nơi không thể nương tựa để thiết lập đạo Bồ đề. Có nghĩa là chúng ta đi vào cái nơi nó không, nó duyên sinh đó. Tại vì chúng ta không có một cái duy cái chỗ nào duy nhất để chúng ta nương tựa, hay nói một cách khác là như vậy. Có nghĩa là chúng ta không nên nương tựa vào cái nơi nào là nơi duy nhất. Do vậy cho nên chúng ta phải nương vào những cái duyên khác nhau. Đó là như vậy. Tại vì nó là duyên biểu, mọi thứ nó đều không, trừ chứ không này có nghĩa là duyên biểu. Do vậy cho nên muốn tu tập á, thì chúng ta phải nương tựa vào những cái, chúng ta phải phá ra những cái chấp. Tại vì chúng ta nghĩ rằng có một cái nơi để nương tựa, có nghĩa là chúng ta kẹt vào cái nơi đó rồi. Do vậy cho nên chúng ta phải vượt ra ngoài cái đó. Ví dụ cho chúng ta nói chúng ta nương vào cái thân này, có nghĩa là chúng ta kẹt vào cái thân này rồi. Tại vì cái thân này là được làm bằng chất vô ngã, có nghĩa là không có yếu tố duy nhất trong cái thân này. Ví dụ như đất, nước, gió, lửa nó nằm trong cái thân này, thì chúng ta hãy nương tựa vào rất là nhiều cái duyên khác nhau. Cho nên chúng ta chỉ đặt cái tên, nhìn vào cái tướng, có nghĩa là chúng ta bị kẹt rồi đó rồi. Do vậy cho nên là chúng ta hãy nương tựa vào những cái nơi mà nó được thiết lập trên cơ sở của duyên biểu, thì nơi đó mới là an toàn. Là duyên biểu duyên sinh, đó là cái tuệ giác cao cấp của Đức Thế Tôn. Có khi nó dùng danh từ là không, là Sunyata. Đây là cái tư tưởng lớn. Và thầy nhắc đi nhắc lại mục đích để làm chi, để quý vị thuộc lòng. Đức Thế Tôn giảng kinh cũng vậy, chúng ta đọc vào kinh đi. Này thầy ơi, thầy ơi, thầy này các thầy tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, cứ nhắc tới nhắc lui hoài để cho thuộc lòng trong các làm chi hết. Đó là cái đoạn đầu của cái kinh. Rồi qua cái đoạn thứ hai, quý vị theo kịp mà phải không? Khi mà thầy giảng ra rồi á, thì quý vị đọc lại cái văn bản kinh nha, chịu khó đọc lại văn bản kinh được đi theo, thì mới thấy rất là rõ, và thầy thấy nó rất là rõ ràng, cho nên không có mơ hồ. Đó, vấn đề thứ nhất là nói về vấn đề Bồ đề. Tóm lại là Bồ đề là của ngài, đó là vô tướng hả? Là tức là duyên biểu. Duyên biểu là danh từ thầy đặt ra. Quý vị có thể tham khảo. Cái điều thứ hai, thì sau khi Đức Thế Tôn mới trả lời rằng là Bồ đề tức là bản chất của sự giác ngộ, nó nằm trên duyên sinh, duyên biểu. Thế thì tu như thế nào? Tức là phải cụ thể hóa như thế nào, hiện thực hóa. Là hiện thực hóa Bồ đề. Tiếng Anh nó là actualize ha. Actualizing the bodhicitta, body. À. Tức là mình nói hoài mà mình không có làm ra nó hiện thực. Thì một vị Bồ Tát đứng lên mới hỏi rằng là Đức Phật nói như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải áp dụng vào đời mình ra làm sao, áp mình làm hiện thực, đưa vào cái đời sống thực tế của mình, practical của mình ra làm sao. Thì trong kinh hôm trước mình cũng đã điểm qua, thì ngài cái này nó cũng rất là giống cái kinh kinh Kim Cương. Quý vị đọc lại Kinh Kim Cương á, cũng có một đoạn mà ngài Tu Bồ Đề nói là bạch Đức Thế Tôn là các vị Bồ Tát nên nên khởi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát phát tâm thanh tịnh á, thì nên nương tựa vào đâu và làm sao mà điều phục được tâm mình. Có nghĩa là phát tâm Bồ Đề rồi rồi làm sao để mình tu. Đó là những câu hỏi rất là thực tế, chứ không phải là hỏi vấn đề mơ hồ gì hết. À, thì ở đây cũng vậy, cái này cũng nó cũng giống như vậy. Thì ngài mới nói, ngài Văn Thù Sư Lợi mới trả lời là các vị Bồ Tát á, muốn hiện thực hóa cái Bồ đề này á, cái giác tính này á, cái giác ngộ này á, ở thứ nhất á, là gì, phải có phát khởi cái tâm đại từ bi, tức là thâm trung yêu đại 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 từ,
gọi là tâm đại từ, đó là tâm thương yêu lớn, đây là đạo từ bi, đây là nòng cốt. Tại vì cái chữ bồ đề này á, nó liên hệ tới cái chữ là bodhicitta. Bodhicitta có nghĩa rằng là tâm thương yêu. Tâm thương yêu tức là cái mình, mục đích cuộc đời của mình phải có cái chất liệu này, mục đích của một người tu phải có cái chất liệu này. Còn nếu chúng ta chất liệu này còn ít quá thì cứ ngày đêm mà chúng ta phát triển chứ không có sao hết, không có lỗ lã gì hết, chuyện đâu còn có đó nha, đừng có thấy cảm thấy tủi thân, không có sao hết, mình còn nhăn nhó không sao hết, cứ nhăn thoải mái, nhưng mà ít nhất mình nhận biết rằng ta đang nhăn nhó chứ đừng có từ chối. À, do vậy cho nên ấy, cái điều cơ bản nhất ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời một vị thiên tử, tức là một ông vua trời, là chúng ta phải có đại từ bi. Thì ông vua trời mới hỏi chứ đại từ bi phát triển như thế nào, thì ngài mới nói rằng là phải có cái tâm không có, mình phải phát khởi cái tâm không có nịnh bợ và lừa dối ha. Thứ hai, quý vị đã sẽ đọc ha, thầy sẽ đọc lướt qua thôi, quý vị tự vào đọc lấy ha. Thứ nhất là phải có phát không khởi cái tâm gọi là đại từ bi, tức là thương yêu lớn. Và chúng ta hiểu cái chữ từ mà phải không, chữ từ có nghĩa rằng là mình muốn đem cái niềm vui cho người kia, mình muốn hiến tặng cái niềm vui của mình cho người kia. Chữ từ, từ chữ từ này nó đi chung với chữ bi. Chữ bi có nghĩa rằng là chúng ta muốn lấy cái nỗi khổ của người kia ra khỏi cái người kia. Cái chữ bi cái nghĩa đó là như vậy, có nghĩa là remove the suffering from others. Còn một cái nữa là bring happiness to others. Cho nên khi mà chúng ta phát khởi cái tâm thương yêu á, thì chúng ta hỏi rằng là chúng ta có đem cái hạnh phúc cho người khác không? Cho nên trong tất cả các thể loại tình yêu, tình thương trên cuộc đời này, mình luôn đặt câu hỏi là chúng ta có đem tình thương của mình cho người khác không? Hay là chúng ta chỉ tới đó chúng ta đầu mỏ, chúng ta chỉ thừa hưởng thôi. Tại vì người thương của mình dễ thương quá, mình chỉ thừa hưởng thôi, giống như mẹ, mẹ tình thương bao la quá, tới thừa hưởng thôi. Cho nên chúng ta nói là chúng ta thương mẹ, nhưng mà chúng ta có bao giờ lấy cái niềm nỗi, tìm cách lấy cái nỗi khổ niềm đau của mẹ ra khỏi mẹ không? Chúng ta có quán chiếu điều đó hay không? Và chúng ta có cố gắng đem cái happiness, tức là cái an lạc thật sự trong tâm thức của mình tặng cho mẹ mình hay không? Cái đó là từ bi ha. Thì cái tâm từ bi này á là cái tâm đại diện cho Phật giáo, compassionate heart. Mà nếu mà tu, người tu mà không có cái tâm từ bi này á, thì có nghĩa là chúng ta đang rơi vào cái phạm trù, một là chỉ nói lý thuyết, hai là chỉ nói học về triết lý thôi, chứ chúng ta chưa có thực sự là hiện thực hóa cái đạo Bồ đề. Tại vì cái đạo này là đạo Phật, đạo Bồ đề, và chúng ta chỉ nói trên lý thuyết thôi, theory thôi, cho nên chúng ta phải hiện thực hóa. Thì cái này là một câu hỏi rất là thực tế, làm như thế nào để cho cái tâm đại từ bi này á lúc nào nó cũng hiện hữu trong trái tim của mình trong đời sống hàng ngày. Đó là cái công việc của một người tu, đó là cái câu hỏi đặt ra. Và ngài tiếp tục trả lời là để mà có cái tâm này á, để có cái tâm từ bi này á, thì thứ nhất là chúng ta không nên khởi cái tâm gọi là nịnh bợ. Thứ hai là dối lừa. Tại sao vậy? Quý vị đợt trước thầy có nói rồi mà phải không? Có nghĩa rằng là mục đích thương yêu nó không phải là vấn đề mình làm cho người ta vui lòng, tức là mình nói những điều không đúng sự thật. Mình muốn mẹ thương mình cho nên mình nói dối cũng không được. Mình muốn cái con người thương của mình đừng có buồn cho nên mình nói dối thì cũng không xong. Hoặc là mình nói nịnh bợ, có nghĩa là mình nói những lời có cái tính cách không có đúng sự thật. Mình nói cho được lợi, trục lợi thì cũng không được. Cho nên đại từ bi nó không phải là cái mình tới mình nói ô tội nghiệp quá, anh tổn thương anh tội nghiệp quá, tôi rất là thương anh. Nhưng mà thương như thế nào thì nó lại không thể hiện ra trong cái cách sống, trong cái hành động. Do vậy cho nên nó chỉ là những cái từ dối lừa với nhau. Cho nên ngài, nhưng mà làm như thế nào để tránh được cái chuyện này thì ngài mới
Bồ Tát Quan Thù Siêu Lợi mới hỏi là vậy thì chúng ta phải phát khởi cái tâm bình đẳng. Bình đẳng ha. Bình đẳng không phân biệt nọ kia, không có phân biệt mình và người kia. Thì cái chữ này là cái hành xả đó, tức là từ bi phải có cái hỷ xả, xả tức là cái tâm bình đẳng. Thì làm như thế nào để có bình đẳng? Tại vì khi mà mình có cái tâm bình đẳng, có nghĩa là người kia hay là cái người đó là thân thuộc, hay là người đó mình không quen biết, hay là người đó mình đã từng quen biết, khi mà họ đối diện với niềm đau nỗi khổ thì mình chỉ có phát cái khởi thương yêu thôi. Chứ ta không có phân biệt à, nó là người thân của mình cho nên mình thương nhiều hơn, còn nó cái thằng kia là không phải người thân của mình cho nên nó kệ, chết 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 thì kệ đó. Giống như là cái chuyện coronavirus nó chết hàng triệu người, hàng 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 trăm người, hàng trăm ngàn người, nhưng mà mình nói ô nó chết chứ ta đâu có chết, thì có nghĩa là chúng ta không có cái tâm bình đẳng. Chúng ta không có thấy lũ lụt ở miền Trung chẳng hạn, nó ô mấy ông đó chết chứ tôi đâu có chết, mấy ông đó nó chết đáng tại vì nó phá rừng, vân vân. Có nghĩa là cái tâm khởi lên nó rất là khó, khó nghe, tức là mình thấy rằng là cái sự phân biệt kỳ thị trong đó. Cái chuyện phá rừng thì mình không biết, nhưng mà cái chuyện trước mắt là nó đang chết lên chết xuống thì mình nó cứu nó cái đã. Bản chất một con bò cạp thì nó cứ chích mình, hay không? Nhưng bản chất mình thương yêu, tâm thương yêu là hãy cứu nó cái đã. Còn nó chích nó thì cái nhiệm vụ của nó thì nó cứ làm tổn hại thì chuyện của nó. Còn chuyện của mình là phải thương yêu và cứu cái đã. Rồi cái chuyện mà cho nó ăn no áo ấm rồi chúng ta dạy học nó sao? Đó là chuyện cái bước thứ hai. Do vậy cho nên khởi cái tâm bình đẳng vô cùng quan trọng trong cái việc thương yêu. Chứ còn không là tiếp tục chia phe. Ảnh là người yêu của tôi mà. Đụng vô thì biết. Có một cái bà kia tới hỏi một ông thiền sư mà thầy hay kể đó. Hỏi như làm thế nào tôi để cho người yêu của tôi càng ngày càng hạnh phúc. Thì ông thầy thiền sư mới hỏi chứ bà có đồng ý rằng là bà làm tất cả mọi việc để cho chồng bà hạnh phúc không? Nó dĩ nhiên rồi. Người chồng là tôi thương mà. Như vậy thì ổng có vợ bé, bà có chịu không? Nó có no way, không có được. Do vậy cho nên là chúng ta biết rằng anh thương yêu là do ổng là chồng mình, là cái phe của tôi, là sở hữu của tôi. Do vậy cho nên nó không có cái tính hành xả. Dĩ nhiên thầy không có khuyên kiểu như ông thầy kia. Rồi làm như thế nào để có cái tâm bình đẳng? Thì trong kinh tiếp tục nói rằng chúng ta phải có chánh niệm. Và chúng ta phải học cái hạnh cung kính, khiêm cung. Hai cái yếu tố ha. Thứ nhất là làm thế nào để có bình đẳng, thì thứ nhất là chánh niệm, chánh niệm và khiêm cung, chánh niệm và khiêm cung. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta không có cái khiêm cung á, thì chúng ta không thể nào mà học hỏi được gì hết. Tại vì lúc nào mình cũng rơi vào ba cái mặc cảm, tức là mặc cảm hơn, tôi hơn, hoặc là kém hơn, hoặc là hơn, hoặc là kém, hoặc là bằng, đều ba cái mặc cảm đó, thì chúng ta không có cái đức khiêm cung. Khiêm cung có nghĩa rằng là mình lúc nào mình cũng hòa ái, lúc nào mình cũng điềm đạm, mình coi người kia như mình, coi người kia nó có cái tính cách cũng có những cái niềm đau nỗi khổ như nhau, và chúng ta không có đưa cái tôi của mình ra trước để chúng ta cư xử. Do vậy cho nên chúng ta luôn đặt cái lợi ích và niềm đau của người khác lên trước. Do vậy cho nên mình có cái tính rất là khiêm cung. Và khi mà chúng ta thực tập cái tính khiêm cung ấy, thì chúng ta đạt được rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là chúng ta học hỏi rất là nhiều. Tại vì chúng ta bước qua một cái lớp mà nghe ông thầy ông giảng những cái chuyện mà mình đã nghe rồi. Thì có nghĩa trong lòng mình, ôi cái chuyện này ông mày nghe rồi. Ông thầy nói hoài có cái gì lạ đâu. Có nghĩa rằng là không có cái đức khiêm cung. Giống như câu chuyện mà Bạch Cư Dị nói với thiền sư Ô Sào mà thầy đã nói đó. Có khi cậu bé 3 tuổi đã biết cái chuyện mà làm thiện và tránh điều ác, nhưng mà 80 tuổi vẫn không có làm được. Cho nên những cái chuyện chúng ta đã biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa làm được thì cũng không có làm gì được hết. Ví dụ như cái chuyện thở vào thở ra cũng vậy. Mình nói hoài, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện đầu quá khứ rồi. Những cái mình biết thuộc về lĩnh vực quá khứ rồi, mà ngay trong giây phút mà ông thầy biểu mình thở vào thở ra đó, mình có thở được hay không thì cái đó mới là thành công.
Và ngay giây phút bây giờ chúng ta có thành tựu được hay không? Ví dụ giờ chúng ta bắt giò lên ngồi thiền, là chúng ta có thành tựu được ngay giây phút đó hay không? Thì đó mới là chuyện nói, đáng nói. Còn mà không, còn cái chuyện mà chúng ta không có thành công, mà chúng ta chỉ trích, hay là chúng ta nói rằng ồ cái chuyện đó không có liên hệ gì tới tôi hết, hoặc là chúng ta nói rằng cái chuyện đó tôi đã biết lâu rồi, chúng ta phải học cái gì khác hơn, chứ còn cái chuyện đó không có quan trọng, việc thở vào thở ra. Do vậy cho nên chúng ta không có đức khiêm cung, mà không có đức khiêm cung thì chúng không thể nào chúng ta coi người khác bằng mình, hoặc là coi người khác bình đẳng, có cái tính bình đẳng được. Mình nhiều khi mình đẹp đẹp đẽ hơn, mình giàu có hơn, mình ngon lành hơn, mình may mắn hơn, mình dễ thương hơn, mình nhăn nhó nhiều hơn, vân vân, thì có nghĩa là mình có cái sự so sánh, thì so sánh thì không thể nào bình đẳng được, cơ bản là như vậy. Rồi kinh nói tiếp, tôi sẽ đọc luôn cho rồi ha, quý vị tự đọc lấy ha, khỏi mang công. Thì nếu mà muốn làm có cái việc chánh niệm này thì chúng ta làm cái gì? Thì chúng ta thứ nhất là trong trong cái kinh đó là chúng ta phải phát khởi bồ đề tâm, không thể nào mà không biết được. Tức là muốn có chánh niệm như này á, tôi bôi hết cái này ha, muốn có chánh niệm, muốn có đức khiêm tung cung á, thì chúng ta phải phát khởi gọi là bồ đề tâm. Bồ đề tâm mà hôm trước mà chúng ta đã hiểu nó là đạo chí đó, nhớ không? Tức là cái ý chí, đạo chí, đạo chí ha, là ý chí tu đạo. Chúng ta có rất là nhiều cái văn bản gọi là phát bồ đề tâm văn của ngài thực hiện, hoặc là khuyến khích bồ đề tâm trong quy sơn cảnh sách. Chúng ta sẽ có dịp chúng ta sẽ học. Có nghĩa rằng là chúng ta phải có một cái ý chí. Bồ đề có nghĩa là thương yêu. Tâm bồ đề tức là một cái bodhicitta, một cái tâm thương yêu. Chúng ta phải có một cái ý chí thì mới được. Tức là có cái niềm tin, tức là cái tín lực. Một trong cái ngũ căn, tức là cái căn bản của sự thành tựu tu tập, nó phải có cái niềm tin, gọi là tín căn. Và từ cái niềm tin thì nó lại đẩy mình trở thành một cái nghiệp lực, cho nó gọi là ngũ căn ngũ lực, trong đó nó có tín tấn niệm định tuệ ha, nhớ mà phải không? Cho nên yếu tố tín quan trọng lắm, thì có nghĩa là chúng ta có một cái ý chí tu đạo, đó là bồ đề tâm. Bồ đề tâm, và cái danh từ này không có lạ lắm, tại vì ngài Khương Tăng Hội có sử dụng đạo chí. Và tiếp tục là làm như thế nào để chúng ta có đạo chí, thì trong kinh lại tiếp tục nói chúng ta phải tu 6 phép Ba La Mật ha, lục độ Ba La Mật ha, 6 Ba La Mật. Cho nên nó rất là thực tế. Ví dụ như Ba La Mật là trì giới, là chúng ta thọ 5 giới, chúng ta thực tập như thế nào, chúng ta thọ giới bất sát, chúng ta thực tập ra làm sao, rồi nhẫn nhục, có nghĩa là chúng ta phải có chánh niệm, chúng ta có bình đẳng, chúng ta có cái niềm tin rằng là ai cũng có cái khả năng chuyển hóa thay đổi, do vậy cho nên chúng ta rất là nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục là một cái đức thương yêu nghe, tại vì mình thương, cho nên mình mới nhẫn nhục, mình mới nhịn nhẫn, mình chờ đợi, mình khiêm cung, mình chờ đợi người ta trưởng thành. Giống như mình trồng cái cây, mình biết rằng cây sầu riêng tới 10 năm mới ăn, nếu 7 năm mới ăn từ cái hột. Thầy trồng cái hột, nó có ở đây thầy trồng cây sầu riêng nó ra bay cao đây, mà ngày nào thầy cũng thăm nó ra được cái lá có rất là nhỏ, rồi 2 cái lá, rồi 3 cái lá, mà thầy được biết rằng là sầu riêng mà trồng từ hột là ít nhất từ 7 năm tới 10 năm mới có ăn được, thì không biết là chừng nào mới ăn được, chừng nào chắc thầy già lụm khụm quả may sầu riêng nó mới ra. Do vậy cho nên nhẫn nhục chờ đợi, mình tin rằng nó sẽ ra, nó sẽ lớn lên, nó sẽ trưởng thành. Và cái con người kia cái mặt nhăn nhó như vậy đó, nhưng mà chúng ta tin rằng người ta sẽ thay đổi, nếu chúng ta đủ khéo léo, đủ kiên nhẫn thì nó sẽ thay đổi. Cho nên hàng ngày mình tưới chút 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 vậy đó, chứ không phải thấy con mặt xấu quá nhăn nhăn nhó nhó thôi chia tay sớm bớt đau khổ.
cái đó là mấy đứa bây giờ nó mệt quá, sao hoàng ra nghỉ bỏ nghỉ phé. Cho nên cái vấn đề ba la mật là những phương pháp vô cùng thực tế, cho nên không có gì lạ cả. Cho nên cái ý chí tu đạo là do vì từ cái ví dụ thầy đã đưa ra cái ví dụ nhẫn nhục ba la mật đó, ba la mật là vượt bờ nghe, chứ không có gì ghê gớm hết. Có nghĩa là chúng ta sang ngang đi qua sông, có nghĩa là sáu cái phương pháp để cho mình, đủ cái ý chí để mình chúng ta vượt qua, gọi là lục độ ba la mật. Sáu cái phương pháp nuôi dưỡng tâm ý của mình để tâm ý mình có đủ ý chí mà chúng ta vượt qua những cái sự kiện nó xảy ra trong đời của mình, trong tâm của mình, gọi là lục độ ba la mật, rất là cụ thể. Thì có sáu ba la mật, thì cái sáu ba la mật này á, thì muốn thành tựu được sáu ba la mật á, thì chúng ta phải phát triển cái phương tiện. Chúng ta có những cái phương tiện và trí tuệ. Phải có cái trí tuệ trong này. Mà trí tuệ có được không là do chúng ta thiền tập nhé. Cho nên là cái này là upaya ha, phương tiện có nghĩa là upaya. Upaya. Và cái này là prat nhá. Tuệ. Prat nha. Trí tuệ cái là bát nhã đó. Bát nhã nó gọi là prat nha. Vâng vâng. Thì muốn làm được chuyện này á thì mới trong kinh nó đưa ra là chúng ta phải có thiền định, tức là chúng ta không có buông lung bất phóng dật, tức là thiền định ha, chỉ định samadhi ha, samadhi tức là định đó. Chúng ta đâu viết như thế này, định vân vân. Thì nếu mà muốn có cái thiền định đó, có nghĩa là chúng ta dễ đi vào định đó, tức là dễ đi vào cái trạng thái tập trung á, thì phải làm sao? Thì phải làm, mình phải tu ba thiện nghiệp, nó rất là phương pháp á. Thầy bôi hết cái phần này nghe, quý vị có theo kịp không? Ok mà phải không? Thầy bôi cái phần này, thầy để cái phần chính này lại. Tức có nghĩa rằng là muốn mà thực tập thiền định thành công á, tức là tu ngồi thiền thở vào thở ra, ngồi đi vào định, các tầng định một cách thành công á, thì thứ nhất là ba nghiệp của mình gọi là tam thiện nghiệp, ba cái thiện nghiệp, ba cái nghiệp lành, tức là thân khẩu ý của mình á, nó phải nhẹ nhàng, nó phải lúc nào cũng nghĩ điều lành, nói điều lành và hành động điều lành, là tam thiện nghiệp. Và dĩ nhiên tam thiện nghiệp đó nó nằm trong thập thiện, tức là nó phân chia ra rất là nhiều, cho nên là tam thiện nghiệp nó nằm trong thập thiện. Rồi nếu mà còn rồi rồi để mà chúng ta có tư duy an lành, nói năng an lành và hành động an lành, thì lại chúng ta có cái kinh đề nghị chúng ta phải có chánh tư duy, gọi là thiện tư duy, có gọi là cái chánh tư duy ha, tức là các cái thiện nó phải có cái chánh tư duy. Chánh tư duy hồi nãy là chúng ta có tam và thập thiện ha. Để mà có tam thập thiện á thì chúng ta phải có chánh tư duy. Trong kinh nó dùng cái từ là thiện tư duy, tức là suy nghĩ về điều lành thì mới nói được điều lành, mới hành động được điều lành. Và muốn mà có chánh tư duy á thì chúng ta phải làm cái gì? Bây giờ chúng ta trong kinh nó gọi là phải quán tâm hành. Tức là chúng ta có những cái tâm hành mà cái môn duy thức học chúng ta đã học rồi. Có nghĩa là chúng ta có những cái hạt giống nào, có những cái suy nghĩ gì, thiện, ác ra làm sao. Chúng ta có một cái bảng danh sách. Hình như quý vị có mà phải không? Ở đây thầy có cái bảng danh sách. Nó có ít nhất có 51 tâm hành. Và tâm hành nào là hiện thiện, tâm hành nào là ác thì mình loại trừ. Thì mình phải có cái khả năng gọi là quán tâm hành. Quán chiếu tức là mình ngồi mình coi thử cái tâm tư của mình nó ra làm sao.
khi mà có yếu tố định tĩnh nó xuất hiện thì mình quán chiếu ra làm sao, mình nhìn nó ra làm sao. Rồi khi mà chúng ta có cái cơn nóng giận gọi là phẫn, rồi hận thù, phận hận phú não, tật sang cuốn xỉm, vân vân, thì có những cái hạt giống như vậy đó, nó tiêu cực như vậy đó, thì chúng ta phải làm ra làm sao. Thì nó chúng ta phải thực tập gọi là quán tâm hành. Và quán tâm hành là một trong những cái chi phần của tứ niệm xứ. Quán tâm hành ha, rất là cụ thể. Do vậy cho nên phát đại đại từ bi tâm nó phải đi từ cái nền tảng vô cùng là căn bản, chứ không phải là cái chuyện đơn thuần là thí dụ như chúng ta muốn thân khẩu ý mình lúc nào nó cũng hiền lành, mà cái tâm của mình thì lúc nào nó luôn su bu mình không biết thì làm sao. Cho nên đây là một cái phương pháp rất là khoa học, chứ nó không phải là mơ hồ. Đây là một kinh đại thừa nghe, nền tảng cho cái nền thiền học của Việt Nam mình, chứ không phải chuyện chơi. Và tất yếu là kinh được đưa ra là gì, là nếu mà muốn quán được tâm hành thì lại có cái yếu tố vô cùng quan trọng, đó là chánh niệm. Chánh niệm thế thôi, sao quăng một hồi rồi đây mới là hàng thật. Nãy giờ quảng cáo hàng mặt hàng đủ loại các mặt hàng, nhưng mà đây mới là cái thứ cần phải làm. Cho nên cái chuyện thầy trò thở vào thở ra là mục đích là nuôi dưỡng cái này nhé. Cho nên muốn có đại từ bi tâm thì chúng ta phải có chánh niệm. Và dĩ nhiên là trên cái quá trình mình thực tập như vậy thì chúng ta đã thanh lọc được thân khẩu ý ba nghiệp của mình. Vậy cho nên nó vô cùng lợi ích. Cho nên chỉ cần một cái thiện niệm, tức là một cái tâm thức chánh niệm mình xuất hiện á, thì tự nhiên bao nhiêu cái cơ hội thì ác nghiệp nó không có cơ hội xuất hiện. Có nghĩa là cái tâm thức của mình duy trì cái ánh sáng chánh niệm á, thì cái tâm thức của mình nó được bao phủ bởi cái năng lượng chánh niệm rồi. Và khi mà năng lượng chánh niệm nó được bao phủ rồi thì những cái ác nghiệp, tức là những cái tâm hành bất thiện á, nó không có cơ hội nó phát triển. Do vậy cho nên nó sẽ có cái cơ hội, nó sẽ lụng tàn từ từ đi, và càng tu ta càng chuyển được cái nghiệp thức là như vậy. Rất là rõ ràng cụ thể ha, chứ không thể nào mà nói cái chuyện khơi khơi, ráng làm đi con, ráng làm chút công quả đi rồi cày cuốc gì đó, rồi cái tự nhiên cái nó có phước đức, cái nó bao nhiêu nghiệp trước nó tiêu tan, rồi chết thì có thầy tới thầy tụng, thầy hướng dẫn cho linh cho đi, rồi rồi có đói thì thầy mang linh về thầy cúng là xong chuyện. Thưa quý vị, nó không đơn giản như vậy nhé. Chúng ta không có chuẩn bị cái tâm thức của mình ngay bây giờ, cái chánh niệm và cái tâm hành của mình không nắm vững á, thì mình sẽ có một cái thói quen, cái sờ quần theo những cái mình suy nghĩ, nó đi theo nhé. Cho nên cái nghiệp của mình nó quyết định ngay bây giờ, chứ không phải là đợi chờ cái giây phút nào khác hơn. Cho nên hôm trước thầy trong cái phẩm thứ sáu mà kinh kinh Pháp Cú có cái bài kệ rất là hay, thầy được dịch ra rồi, thầy coi như thầy có đăng rồi. Đây, cái bài kệ thứ 10 nó rất là dễ thương, là chánh niệm luôn từng giây, siêng tu học đêm ngày, thấu đạt nguồn cam lộ, phiền não dứt từ đây. Có nghĩa là cái chuyện phiền não là phải làm chấm ngay từ đó giờ, chứ không có chờ đợi. Cho nên là chúng ta muốn như vậy thì phải có cái năng lực chánh niệm luôn luôn nó tràn đầy, nó sung mãn, thì mình mới nhận diện được những cái nghiệp và những cái tâm hành xấu nó hiện lên trong tâm của mình. Nó còn không có cái này làm sao mà tu được, đứng đó thì nói chỉ là ước mơ thôi. Hãy mình không thể nào đứng chắp tay, núi ơi mày hãy tới đây, mày hãy thắp xuống cho tao leo lên được, có phải không? Chúng ta phải leo lên từng bước thì mới chinh phục được cái ngọn đồi kia. Mình mới lên đến đỉnh rồi mình mới nhìn thấy trời đất bao la nó đẹp ra làm sao. Chứ mình đứng dưới đất mình cứ cầu nguyện thắp nhang đem chuối đem xôi tới cúng, núi ơi mày hãy hạ xuống đi, mày hãy thắp xuống đi, núi ơi mày hãy tới gần tao đi cho tao leo lên, nó đâu có cái chuyện đó, vân vân. Thì cái danh từ mà chuyên môn trong cái văn bản kinh nó tên là ức trì bất vong ha, trì bất vong.
quý vị phải nên nắm ức trì bất phong, tức là chánh niệm đó. Ức có nghĩa rằng là nắm giữ, nhớ, giống như ký ức á. Cái chữ ức này là được viết như thế này nè, bên đây là bộ tâm, còn bên đây là cái chữ ý, là chữ ý viết làm sao quên rồi, ở đây đó, thầy làm thầy nhà quê cho nên biết vài chữ chữ Hán khè thiên hạ thôi, đừng hỏi nhiều thầy sợ, cho nên là những cái danh từ chuyên môn thì thầy viết ra cho quý vị nắm thôi nghe, đừng có hỏi nhiều thầy sợ lắm. Ức trì, trì có bộ thủ ha, tức là nắm lấy, trụ trì đó, ức trì bất vong, bất vong tức là vong có nghĩa là thoát, là thất thoát đó, vong tức là mất đó ha, chữ vong, chữ vong ha, ức trì bất vong tức là chánh niệm đó, đây là cái nòng cốt của kinh. Cho nên mở cái ngoặc lên chúng ta thấy không, ông Phật cũng nói nhiêu đó, ngài Khương Tăng Hội cũng làm ăn nhiêu đó, qua tới ông thầy này ở Ấn Độ, rồi qua tổ tăng sáng đắc đạo gì ở bên đó không biết, về tới đây cũng làm nhiêu việc này. Quý vị có thấy mình đang đi rất là gần với các vị Phật, các vị tổ, nhưng mà không tin, mình cứ nghĩ mình là con khỉ, cho mình không phải là con sư tử. Nhớ không, quý vị có coi phim, có cái phim vua sư tử đó, khi mà sư tử con nó bị đuổi đi đó, The Lion King, rất là tội nghiệp thằng nhỏ, thằng ông sư tử chú nói rằng là mày là đứa giết cha, mày là khốn nạn, mày hãy đi khỏi cái đà bầy sư tử, mày không có xứng đáng. Rồi cuối cùng nó đi, nó chơi với mấy con heo và nó nghĩ nó là một cái thứ đó thôi, nó không có thông minh đủ để lãnh đạo cũng một người vua, một thượng đế gì cả. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đi lang thang thất thiểu, giống như trong cái kinh Pháp Hoa, gã lãng tử không tin được mình con là người giàu, đẹp trai sáng láng vậy đó, nhưng mà thích đi hốt phân chứ không thích là lãnh đạo hay là chủ sở hữu của một cái gia sản lớn. Có con người của chúng ta cũng vậy, Đức Thế Tôn cũng nói rằng là anh có khả năng làm Phật đấy, hãy cố gắng đi, nhưng mà anh không tin, nó làm gì đâu, tôi làm Phật đâu, tôi làm ác nhiều rồi, thôi chơi luôn. Lỡ làm ác rồi ác luôn. Không chịu, không chịu, nhất định là không tu. Nói rằng tôi làm sao mà có làm Phật được, tôi làm nhiều điều ác như vậy mà sao tu được, có ai ác bằng ông vô não đâu, cầm dao giết người hàng loạt, có phải không? Nhưng mà buông đau xuống là thành Phật nhé. Vậy cho nên hạt giống Phật nó nằm trong lòng của mình, tức là hạt giống Bồ Đề đó, nó nằm sẵn đó, nhưng chỉ cần trở về chăm sóc thì là ổn định, còn không thì thôi. Cho nên chúng ta không có cái đạo chí, tức là không có cái niềm tin tín lực, thì chúng ta không thể nào làm ăn được cái gì hết. Cho nên cái ý chí tu đạo, ý chí phát khởi cái Bồ Đề tâm của mình nó vô cùng quan trọng. Thầy có một vị Phật tử trẻ tuổi tới tu viện, tới hỏi thầy chứ, thầy con còn trẻ lắm, con muốn nhĩ nhảnh là con không có muốn tu liền, con đợi tới 50 tuổi là con mới đi tu lận. Cái thầy nói 50 tuổi, trời đất ơi, ra ngoài cái nghĩa trang kia có bao nhiêu đứa bằng tuổi con, nó nằm dài 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 đó, đợi 50 tuổi ai hứa hẹn. Cho nên chúng ta ở đây mà chúng ta mặc cả, ở miền Bắc gọi là mặc cả ha, tức là trả treo ấy, tức là mình nói thôi đợi tới cái lúc này lúc kia chúng ta ra giá vân vân, cho nên chúng ta không có đủ cái ý chí tu đạo thì không có làm được cái gì hết, nói thẳng là như vậy. Chứ không phải cái chuyện đơn giản mà mấy chú tiểu mà mười mấy tuổi bỏ gia đình vô chùa, chứ nó có hạt giống sẵn ở đâu đó, chứ không phải đơn giản từ từ tự nhiên nó làm được. Thí dụ như bản thân thầy cũng thấy giống như cái hạt giống nó nằm ở đâu trong người của mình từ đời nào mà đâu có biết. 13, 14 tuổi là cứ thôi thúc muốn bỏ nhà đi lên chùa thôi. Mình cứ nghĩ rằng thế giới chùa là của mình, không phải là thế giới này. Không có chút niềm vui. Niềm vui nó sơ sơ. Quậy làng quậy sớm thì được. Chứ còn mà để mình có cái gì đó, có sự nghiệp hay có cái gì
làm cho đàng hoàng để cô gái hàng nhà bên thương yêu tới cưới về, vân vân, đặt cái nền móng cho một cái người bình thường, có chồng có vợ ngoài đời, thì tự nhiên mình không có ham hố, tự nhiên nó vậy. Do cái ý chí đó có lẽ là nó nập nhiều đời. Do vậy cho nên thầy cũng mong muốn quý vị trước khi mình đi ngủ hay là sau khi thức dậy, mình cứ chắp tay phát khởi Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là con nguyện đời đời kiếp kiếp là con muốn làm người tu, và con nguyện đời đời kiếp kiếp chúng con đi vào con đường đạo. Đó là cái phương pháp cụ thể nhất, chứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta chỉ cầu nguyện thôi, đơn giản mà nó thành tựu. Và chúng ta biết rằng Đức Phật cũng vậy, cả ngàn trải qua ngàn kiếp mới tu đạo được thành công. Vậy cho nên chúng ta mới có một kiếp hai kiếp mà từ từ ha, thằng sàng sàng đã có nhiều thứ còn vui quá mà. Vậy cho nên trong kinh nó bắt đầu nói tới cái vấn đề cuối cùng, dừng lại ở vấn đề chánh niệm. Đó là cái đoạn đầu. Hết giờ chưa mà thầy nói dữ vậy? Ồ. Quý vị có mệt không? Đứng lên tập thể dục thể thao. Hôm nay này giảng nghe hay quá thầy. Vậy là còn thức hả con? Ừ, được, Dạ lâu quá học tiếp con được nghe. nghe, vậy con nghe lại thấm quá, cần thấm hơn. Rồi, thầy sẽ đi vào cái phạm trù thứ ba của kinh á. Kinh thứ ba, điều thứ ba, thì trong lúc này có một vị tới hỏi là làm thế nào để mình có thể khi mà nói rằng là phát Bồ Đề Tâm, muốn hiện thực hóa Bồ Đề Tâm á, là chúng ta phải có năng lượng chánh niệm ha. Đằng này chúng ta ghi là phải có chánh niệm, rất rõ ràng ha. Cấu trúc của kinh là gì? Thứ nhất là chúng ta phải phát khởi Bồ Đề Tâm. Muốn có Bồ Đề Tâm á, chúng ta phải nương tựa vào cái tính chất duyên biểu, tức là chúng ta không chính tính chất cái tính chất vô tướng, tức là mọi thứ nó đều là hiện tượng, nó do nó đang xen và thành tựu. Mà muốn làm như vậy á, muốn để có cái tuệ giác này nó hiện thực hóa, tức là nó ở trong đời sống mình á, thì chúng ta phải có năng lượng chánh niệm. Và yếu tố thứ ba là câu hỏi là gì? Làm thế nào để cho chúng ta có cái khả năng phát triển cái năng lượng giác ngộ này, nó hoàn chỉnh, nó gọi là tam miểu tam bồ đề đó. Làm thế nào nó phát triển được cái khả năng gọi là anậu đa la tam miểu tam bồ đề, gọi là anuttara samyak sambodhi ha. Câu thứ ba tức là giác ngộ toàn, thầy dịch ra là giác ngộ làm thế nào để phát triển bồ đề tâm của mình trở thành cái tâm giác ngộ hoàn toàn, gọi là ultimate complete enlightenment. Thầy viết quèo quèo quèo, quý vị đọc được không? Enlightenment. Tức là chúng ta hay nghe cái từ là chánh đẳng chánh giác đó, phát tâm vô thượng. Ultimate là vô thượng ha, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là complete, tức là nó rất là, nó duy trì như vậy. Đẳng tức là đều đặn, chánh đẳng chánh giác, tức là làm cho cái khả năng giác ngộ của mình lúc nào nó cũng ở cái mức độ cao tột. Tức là hay nói một cách khác là gì, cái năng lực chánh niệm của mình á, luôn luôn hiện tiền. Nói theo cái danh từ thế kỷ 21 là như vậy đó. Làm thế nào cái năng lực chánh niệm của mình luôn luôn có mặt, nó gọi là chánh đẳng chánh giác. Cho nên bây giờ chúng ta đọc vào kinh, chúng ta thấy cái cụm từ là a nậu la đa tam miểu tam bồ đề, là chúng ta phải hiểu là gì, ultimate complete enlightenment, tức là làm như thế nào để chánh niệm luôn luôn có mặt, the full enlightenment, the full awareness, là như vậy. Uống miếng nước. Công nhận nước nó ngon thiệt, chỉ có nước lạnh mà nó ngon như vậy đó.
Do vậy cho nên kinh được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có. Thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới diễn bày ra rất là nhiều. Thứ nhất là đưa ra những cái cặp giống như là chúng ta có hai cách là phương tiện và trí tuệ, và hữu vi vô vi ha. Thứ nhất là những cái cặp đối là phương tiện nè, trí tuệ nè. Phương tiện tức là chúng ta phải có biết cách tu tập phương tiện. Thứ hai là trí tuệ. Phương tiện có nghĩa rằng là phân biệt đó. Tức là chúng ta phải dùng cái trí phương tiện, tức nghĩa là ví dụ như anh chàng đó dụ từ từ, giống như trường hợp con của ông cấp cô độc đó. Con của ông cấp cô độc, ông cấp cô độc ông giàu vậy đó, nhưng mà con ông không chịu đi tu. Ông cấp cô độc ông theo phò hộ Đức Thế Tôn, nhưng mà con ông không chịu đi. Ông dụ khị, ông nói là bữa nay cha bệnh lắm, con tới con nghe giùm ông Phật đi. Ông nói cái gì con ghi nốt, con đem về đây, ta cúng cho con được 100 cái lượng vàng. Cha trả công cho con 100 lượng vàng. Con chịu khó con tới đó con nghe. Bữa nay cha bệnh. À, thằng đó nó dễ quá mà. Tới đó nghe ông Cồ Đàm nói rồi nó ghi nốt lại thôi, có gì đâu khó. Thế thì nó làm như vậy. Thì đấy là phương tiện. Nhưng mà làm nhiều lần như vậy bắt đầu giảm xuống. Bữa nay cha ít tiền rồi, thôi con lấy đỡ 100 lượng vàng đi. Thì cũng được, dễ quá. Tới đó nghe ông Cồ Đàm nói rồi mình ghi lại thôi, đem về nhà report lại, báo cáo lại, xong có lấy được 100 lượng vàng. Rồi từ từ. Thế thì giáo pháp nó thấm vào anh chàng thanh niên đó từ từ. Tới lúc nào đó sáng sớm anh chàng nó ngồi dậy đi thẳng tới tu viện gặp được Cồ Đàm, hỏi pháp Cồ Đàm, không cần phải lấy 10 lượng vàng nữa hay là 100 lượng vàng nữa. Thì đó là phương tiện. Do vậy cho nên những cái phương tiện đó là do cái trí năng của mình, do intellectual. Nó gọi là intellectual ha. Cái này là intellectual. Intellectual. Ok. Intelligent. Intellectual tức là trí năng. Khả năng trí tuệ của mình. Còn trí tuệ là complete. Tức là cái đó là nó tuyệt đối. Cho nên ở cái đây là tương đối. Đây là tuyệt đối ha. Thì dùng cả hai phương tiện. Có khi thì chúng ta phải dùng cái phương pháp gọi là bản môn. Có khi chúng ta dùng cái phương pháp là tích môn, tức là có khi chúng ta phải vận động trí não, nhưng mà có khi chúng ta phải dùng cái trí tuệ thiền định. Thiền định là không cần phải nói gì nữa hết. Bất lập văn tự, đi thẳng vào trực chỉ chân tâm, tức là đi thẳng vào cái vấn đề chính, không có còn đi vòng quằn quằn nữa. Đó là gọi là trí tuệ, là wisdom, insight, prajna, vân vân. Thì kinh bắt đầu đề cập tới vấn đề B, là nói tới những cặp là hữu vi vô vi. Nó cũng như tương đương giống như vậy. Hữu vi tức là những cái hữu tức là being, những cái có thể mình nhận diện ra được. Hữu vi với một cái là vô vi. Cái này đó gọi là những cái gọi là determinism. Còn cái là indeterminism, có những cái mình thấy, biết được, cảm nhận được ngay bây giờ. Nó tương đương với trí tuệ. Phương tiện thì ở trong kinh được nói tới là những cái pháp giống như là năm cái ba la mật đầu á, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, gì nữa, bố thí, còn cái nữa quên rồi hay không, đâu có giỏi đâu, quý vị giỏi hơn thầy. Về trên trong kinh nói là năm cái ba la mật đầu á thì là hữu vi, còn cái ba la mật cuối cùng là prajna paramita tức là thiền định ấy, thì đó mới là vô vi. Thì nó đưa ra, kinh tiếp tục đưa ra những cặp tiếp tục. Cặp thứ hai, cặp thứ ba là hữu hạnh, hữu lậu vô lậu. Hữu lậu vô lậu nó cũng là năm cái bát nhã đầu và năm cái và một cái bát nhã cuối cùng, tức là bát nhã ba la mật á, là cuối cùng là cái vô lậu. Rồi một cặp thứ hai nữa, thứ ba kế tiếp nữa là hạnh trụ và bất hạnh trụ. Rồi hữu lượng vô lượng. Rồi thứ hai nói tới trí và định. Rồi nói tới vấn đề nghĩa và thể, và sau đó vân vân. Cuối cùng văn bản kinh dừng lại ở chỗ là chúng ta phải có chánh niệm mới có bồ đề. Nó có bồ đề. Và cái điều vô cùng quan trọng đó là gì? Cái cuối cùng ấy,
Cái cuối cùng ở đây á là gì? Chánh niệm Bồ Đề nghe. Gọi là dùng cái từ gọi là chánh niệm Bồ Đề. Để thành tựu tất cả cái này á, chúng ta phải luôn luôn có cái chánh niệm, có nghĩa là lúc nào cũng nhớ nghĩ. Thứ hai là Bồ Đề là tỉnh tỉnh thức, có nghĩa lúc nào chúng ta cũng phải có ánh sáng chánh niệm thì chứng ngộ mới có khả năng. Đó là cái vô cùng là nồng cốt của cái kinh này. Thầy nghĩ chắc nói đủ rồi ha. Đủ chưa? Mới quá nói. Kinh này rất là hay, quý vị nó đọc nhiều lần và nó có nhiều yếu tố lắm. Thầy nghĩ là mình bỏ ra một năm để học cái kinh này cũng không đủ. Và tư tưởng của ngài của ngài tư tưởng của ngài á, cuối cùng ngài kết luận là chánh niệm Bồ Đề ha. Và ngài mới nói rằng là lấy cái thiền ở trong cái văn bản mà thầy đăng lên là trang thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang thứ 7, cuối cùng của trang thứ 7 á, nó có cái chữ gọi là người trí lấy thiền làm thể, và cái trí tuệ, cái sự phân biệt á, cái trí năng phân biệt nó chỉ là phương tiện thôi. Tóm lại là thiền tập là cái thể, là cái gốc của mọi vấn đề, tức là trí tuệ là cái gốc, đó là cái nền tảng, ha. Hãy đọc cho một đoạn cho quý vị nghe trong văn bản. Lại nữa, kẻ trí phải lấy thiền làm thể, thiền trí phải bình đẳng, không có phân biệt, bởi vì phân biệt đó là phương tiện. Phải quán ngũ ấm, tức là quán sắc thọ tưởng hành thức. Phải quán lục nhập, tức là sáu căn sáu trần. Phải quán thập bát giới, tức là nó có sáu căn sáu trần và sáu thức là 18 giới. Rồi quán 12 nhân duyên và sự lưu chuyển sanh tử của các hiện tượng, thiện ác đều hiển hóa, đều là không và vô tướng. Đó là cái nội dung chính mà ngài Tini Daluji khẳng định trong cái văn bản kinh của thầy, của ngài. Quý vị đọc thêm ha, trong đó có rất là nhiều những cái cụm từ được đưa ra. Ví dụ như chúng ta có ở đây, chúng ta ngài nói tới cái vấn đề là 10 trí hành, rồi chúng ta lại có 10 hạnh thanh tịnh, rồi chúng ta là có 10 phương tiện, rồi chúng ta có 10 loại phân biệt vô tận nơi thân, tức là thân tận phiền não, rồi phân biệt phiền não, rồi phân biệt pháp vô tận, rồi phân biệt khác ái vô tận, vân vân. Nó có đầy đủ từng cái quý vị nên ghi ra và chiêm nghiệm. Cái nào không hiểu thì chúng ta có thể đặt câu hỏi. Rồi 10 hạnh điều phục, rồi 10 hạnh điều phục khác, rồi có 10 hạnh điều phục khác, rồi có những cách gọi là giữ cái Bồ Đề cho nó kiên cố. Giữ như thế nào? Vân vân. Thì có cái cách chỉ dẫn trong này hết, chứ không phải là chúng ta cứ thắp cây nhang là phát Bồ Đề tâm kiên cố, sao bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác, mà chúng ta đọc ra rã như vậy. Chúng ta cắm cây nhang lên rồi chúng ta đọc như vậy, nhưng mà chúng ta không biết là giữ Bồ Đề kiên cố là giữ ra làm sao. Tức là chánh niệm đó, Bồ Đề tâm của mình là phải giữ chánh niệm đó, cho nó kiên cố. Vâng vâng. Rồi xong, kinh nói xong rồi Đức Thế Tôn nói ngài nói hay lắm. Hết. Vậy thôi. Có nghĩa là Bồ Tát này là nãy giờ là lời của Bồ Tát Quán Thù Sư Lợi nói thôi. Đức Thế Tôn không có nói gì hết. Ngài chỉ mới mở đầu ra, ngài nói Bồ Đề nó vô tướng con. Rồi sau đó là Bồ Tát Quán Thù Sư Lợi hà nói một hơi với các Bồ Tát khác, rồi sau đó là
là ngài ngài Đức Thế Tôn nói à, Văn Thù Sư Lợi, ngài nói hay lắm, ừ, đúng là như ý của ta hết. Đức Phật rất là ngầu cho các vị Bồ Tát thuyết pháp, ngài chỉ ngồi đó chơi thôi, nghe thôi, không có sợ mất Phật tử. Mình làm thầy mà đâu có sợ mất Phật tử, để cho mấy đệ tử nhỏ nhỏ nó làm ăn chứ, còn mình lớn có mình dành hết trơn, mấy đệ tử nó đâu có làm ăn được gì. Do vậy cho nên chúng ta thấy cách làm ăn của Đức Thế Tôn rất là thông minh. Ngài đầu tư vào những người như vậy để có sự tiếp nối chứ. Cho nên ngài bày ra cái phương tiện, trong Đại Thừa bày ra phương tiện gọi là thọ ký. Ông nào nói hay hay gõ đầu nó, ừ, ngươi sẽ là thành Phật. Giống như cái phẩm phẩm phương tiện hả? Phẩm gì, Kinh Pháp Hoa, mà ngài Đức Thế Tôn gõ vỗ đầu Xá Lợi Phất nói, ừ, nhà ngươi sẽ là Phật Hoa Quang. Vân vân. À, trong chúng của nhà ngươi sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu người, bao nhiêu người lính của nhà ngươi, vậy 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 đó, rất là tốt. Dỗ dỗ cái đầu gọi là thọ ký, là giống như bói toán vậy đó. Năm 500 sau nếu mà nhà ngươi tu đàng hoàng, nhà ngươi thành Phật, còn nhà ngươi tu cũng đàng hoàng thì rõ ràng nhà ngươi đọa là chuyện chắc chắn rồi. Cho nên chuyện thọ ký là chuyện chắc chắn. Ngài thọ ký, trong cái vấn đề thọ ký chúng ta đọc vào văn bản kinh chúng ta thấy như vậy, nói những điều rất là hiển nhiên. Đức Thế Tôn nói ờ, ráng tu, ngày tu cứ như vậy mà tu đi thì nhà ngươi sẽ thành Phật, điều là chắc chắn rồi. Còn nếu mà nhà ngươi không tu đàng hoàng thì rõ ràng ngươi phi đọa. Cho nên là ngài thọ ký đường nào nó cũng đúng. Đó là cái cách mà diễn bày trong cái kinh Đại Thừa. Tóm lại ha, thầy đi vào một vài phần tóm lại rồi mình dừng lại ở đây. Chúng ta sắp hết giờ rồi. Cho nên cái câu trả lời của cái phẩm trụ thứ ba, thầy xin viết vắn tắt ở đây là thiền định ha. Thiền định để giữ chánh niệm, để làm chi? Để gìn giữ cái thấy gọi là duyên biểu, tức là tính không của vạn pháp, tức là vô ngã của vạn pháp. Nó rất là logic ha, cho nên không có mơ hồ ha. Để mà chúng ta có một cái giác ngộ hoàn toàn thì luôn luôn chúng ta phải có cái công phu thiền định và để nuôi dưỡng chánh niệm này. Và chánh niệm này nó có cái tính cách nuôi dưỡng cái này, và dĩ nhiên cái này nó sẽ nuôi dưỡng thiền định. Còn ngược lại. Cho nên mọi thứ nó đều có cái tính tương quan tương duyên với nhau. Thứ tư đó là tâm ấn. Tâm ấn. Thực ra cái tâm ấn này nó là cái gì? Tức là dấu ấn của tâm thức. Cái chữ tâm này chúng ta phải hiểu nó giống như bồ đề nhé. Nó giống như giác ngộ. Do vậy cho nên cái này là cái đặc sản của Thiền Tông Trung Hoa. À, trong cái bài Tín Tâm Minh, tức là bài minh về, về sự phát khởi tín tâm của Ngài Tăng Sáng. Quý vị Tín Tâm Minh ha. Tín Tâm Minh, thầy nhớ là Hòa Thượng Phước Tịnh ông dạy rất là nhiều năm cái bài này. Hiện tại bây giờ quý vị có thể lên Google tìm cái bài Tín Tâm Minh mà cái loạt giảng của ngài Hòa Thượng Phước Tịnh, quý vị có thể tham khảo. Và dĩ nhiên là chúng ta học hết này, có dịp chúng ta sẽ tham khảo qua những cái tác phẩm này. Tín Tâm Minh nói rất là rõ trong, nó thể hiện rõ trong cái bài kệ truyền pháp ha. Bài kệ truyền pháp của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi truyền lại trước khi ngài mất. Ngài đưa cái bài truyền pháp cho ngài Pháp Hiền. Bài kệ đó được thầy xin đọc như thế này. Tâm ấn chư Phật tất không lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không đến, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không chỗ sinh cũng không chỗ diệt,
cũng không rời xa, chẳng không rời xa. Vì đối duyên sằng nên, nên giả đặt tên. Bởi thế ba đời chư Phật cũng dùng như thế, cũng dùng như thế mà được. Tổ sư nhiều đời cũng dùng như thế mà được. Ta cũng dùng như thế mà được. Ngươi hãy dùng như thế mà được. Cho đến hữu tình cũng dùng như thế mà được. Và cả tổ sáng công ấn chứng cho ta tâm đó, bảo ta qua mau, bảo ta mau qua phương Nam tiếp xúc, không nên ở lâu. Trải nhiều đến nay, nay gặp được ngươi, quá hợp huyền ký, ngươi khéo giữ gìn, giờ ta đi đây. Đó là cái bài kệ được viết trong Thuyền Uyển Tập Anh, tác phẩm gọi là Thuyền Uyển Tập Anh, Thiền Uyển Tập Anh, nói về cái bài kệ mà Ngài trao cái tâm ấn này lại cho Thầy Pháp Hiền, tức là thế hệ thứ hai của Tổ Tăng Sáng, và chúng ta sẽ học Ngài Pháp Hiền ở những bài giảng sau. Do vậy, cho nên tâm ấn là một cái đặc sản của thiền phái Trung Hoa, tức là bất lập văn tự, giáo nghĩa biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì trong cái kinh này á, tượng đầu tinh xá này á, cũng có cái đoạn nói tới vấn đề là bồ đề, tức là bản giác á, là ở trang thứ hai á, quý vị có thể đọc là bồ đề vượt trên ba cõi, ngoài sự nói năng, tức là không có cái bất lập văn tự, không có nói được, lìa các văn tự, không có trụ xứ, vân vân. Thì nó cũng diễn tả y như vậy. Thì đây là nền tảng của Thiền Tông Trung Hoa, cũng là, và chúng ta thấy cái nền tảng tâm ấn này nó nằm trong cái kinh Tượng Đầu Tinh Xá này. Và kinh Tượng Đầu Tinh Xá nó có trước cái thời kỳ thành lập của Tông Trung Hoa nghe, của các thiền Tông Trung Hoa nghe. Ở đây là cái văn bản kinh được dịch ra từ chữ Sanskrit tiếng Phạn ở miền Bắc Ấn Độ. Văn bản kinh này được dịch ra ở thế kỷ thứ 5. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng kinh Tượng Đầu Tinh Xá là một trong những cái tượng, trong những cái văn bản kinh được viết và được dịch ra, nó có cái tính cách nền tảng cho thiền tông Trung Hoa. Và chúng ta thấy được rằng là cái việc tâm ấn á, tức là cái tâm ấn tức là cái dấu ấn của tâm thức, tức là dấu ấn của bồ đề đó, giác ngộ đó, nó có sẵn. Giống như Đức Thế Tôn công nhận rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng Phật tính là như vậy. Cho nên chúng ta khơi lên, chúng ta hãy khơi cái niềm tin đó lên. Chứ không phải là tâm ấn là ta truyền tâm vào tâm, là có nghĩa là ta nói cái gì đó đặc biệt giữa con người và con người. Không phải. Tức là nhiệm vụ của một ông thiền, ông thầy là gì? Khơi lên những cái niềm tin, hạt giống, những cái hạt giống tuệ giác nằm sẵn trong tâm thức của đứa học trò. Thế thôi. Cho nên đứa học trò, nhiệm vụ đứa học trò là gì? Là nắm lấy cái tâm ấn đó, nắm lấy cái chất liệu giác ngộ đó để mà phát triển. Đó gọi là tâm ấn. Chứ không phải tâm ấn là một cái gì đó ta nắm, ta đưa ra như thế này rồi bên kia nắm chụp lấy. Không phải là cái mà học trò lấy, học trò đó chụp lấy rồi ông thầy ông đưa ra bằng cách mà nắm cái bông rồi đưa lên giày cái ca diếp cười. Nó không phải vậy. Chúng ta đó là những cái hình thức văn hóa, nó có tính cách hình thức. Còn cái tâm ấn mà thực thụ á, đó là cái bản giác nghe, có nghĩa là người thầy khơi được cái bản giác của người kia, làm cho đứa học trò nó có đủ niềm tin rằng nó có bản giác, rồi nó nuôi dưỡng bản giác đó, nó sống với nó. Vậy cho nên á, trách nhiệm của một người thầy dạy cho đệ tử là làm mỗi việc duy nhất là làm như thế nào để cho người học trò quay trở về có cái niềm tin chặt chẽ nên trái tim của nó, tự tin trữ ở cái trái tim và khả năng của nó tự nó phát triển. Đó là trách nhiệm của ông thầy hết. Ông thầy không làm được gì hết. Và thầy cũng vậy thôi. Thầy đứng đây thầy quảng cáo là mục đích là gì? Để cho quý vị có cơ hội trở về tiếp xúc và khôi phục lại cái niềm tin và bản giác ngay trong trái tim của quý vị. Còn thầy cũng không có làm được cái chi, tại vì thầy lo chuyển hóa những cái phiền não của thầy không hết, rảnh hơi
đâu có cái chuyện mà ấn chứng cho các vị được, đâu có rảnh mà cũng đâu có làm được cái điều đó. Nói thiệt ra như vậy thì nó mất linh phải không? Còn mà nói mà mờ mờ ảo ảo nó mới linh chứ. Và từ đây, từ ngày Khương Tăng Hội và từ ngày từ Nidalogy, chúng ta bắt đầu thấy cái vấn đề tâm ấn, truyền tâm ấn, và nó mang cái giống dáng dấp của Phật giáo Trung Hoa. Và trong cái tập trong ba cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục mà thầy đang có ở đây á, đều viết theo cái thể loại truyền đăng, tức là tổ tương truyền mà thầy có ở đây và được dịch ra. Và cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục này là một trong những cái bộ ghi lại những cái thiền tổ của thiền Đông Độ, tức là bên Trung Hoa. Nó gồm 1661 vị thiền sư theo cái kiểu truyền tâm ấn, được viết theo cái thể loại đó. Vì vậy cho nên thầy có sẵn ở đây, quý vị có muốn tới đây thầy cho mượn. Thầy khoe ra vậy thôi chứ ai mà tới đây được. Thầy gạt người ta quá. Rồi, cái điều thứ năm là chúng ta sẽ học đi vào cái vấn đề này, và chúng ta bắt đầu thấy những cái dấu hiện này trong cái lịch sử văn học của Việt Nam. Điều thứ năm là siêu việt văn tự ha. Đó. Điều thứ năm đây là cái những cái yếu tố. Điều thứ năm đó là vấn đề siêu việt văn tự. Ở trong kinh đó thầy vừa trích ra một đoạn, tức là Bồ đề vượt trên ba cõi, ngoài sự nói năng lìa các văn tự, không nơi trú xứ. Đó là cái mà chúng ta phải thấu hiểu. Và tất nhiên là siêu việt hữu vô. Cái điều cuối cùng là hữu vô ha. Siêu việt hữu vô. Siêu việt tức là vượt ra ngoài hữu vô. Hữu vô. Tức là ý tưởng Bát Nhã ở đây. Chúng ta không có cái chuyện mà có và không, mà do vì chúng ta có cái nền tảng của duyên sinh, tức là duyên biểu, vân vân. Thì đó là cái nền tảng lớn nhất trong trong cái thiền phái, trong cái kinh này. Và đây là cái nền tảng trong kinh Tượng Đồ Tinh Xá mà làm nền cho thiền phái Tỳ Nidalogy. Chúng ta tạm thời là xong cái kinh này ha. Rồi chúng ta lần tới chúng ta sẽ bắt đầu một cái kinh khác, cũng là do ngài Tỳ Nidalogy dịch, cũng là nền tảng và những cái yếu tố thần thoại mật giáo bắt đầu xuất hiện ở đây. Thầy bôi cái phần này thì viết cái tựa đề kinh ra cho quý vị ha. Yếu tố mật giáo đó trong kinh gọi là Đại thừa Phương Quảng Tổng Trì. Phương Quảng Tổng Trì. Đại Chánh Tăng Tu. Đại Chánh kinh số mấy? Kinh số 275. 275 quyển thứ nhất. Tức là kinh có rất là nhiều quyển, mà quyển thứ nhất là do ngài Tỳ Nidalogy dịch. Đây là cái văn bản kinh nói về yếu tố mật giáo, là chúng ta sẽ điểm qua trong bài học kế tiếp. Và chúng ta bắt đầu thấy vấn đề mật giáo nằm trong cái yếu tố này. Cái bài pháp hội trước á, thầy cũng đã đưa ra cho quý vị cái yếu tố là gì. Khi ngài Khương Tăng Hội ngài nói rằng á, là chúng ta thực tập thở vào thở ra mà cho nó đàng hoàng á, thì chúng ta có thể đạt được cái tha tâm thông. Chúng ta có thể phi hành trên không gian. Quý vị đọc lại cái bài tựa An Bang Thủ Ý có yếu tố đó. Có nghĩa là ngài có thể vượt ra khỏi ba cõi, thấy được quá khứ, thấy được kiếp tương lai, thấy có thể phi hành, có thể nghe rất là xa,
tức là đạt được cái trình độ gọi là lục thông, tức là một lời hứa hẹn. Nếu mà chỉ cần thực tập thở vào thở ra thì đó là một hứa hẹn, nhưng mà người ta thực tập hoài không thấy, không thấy, thực hoài bực bội không có thấy gì hết, quảng cáo mà không có thấy gì hết, không có ăn gì hết. Cho nên bắt đầu người ta nó có cái câu hỏi là cái thời kỳ Lý Miễu bắt đầu đặt ra những cái vấn đề tức là rất là sôi nổi rằng là lừa đảo. Tại vì trong cái bối cảnh văn hóa Việt Nam trong thời đó là gì? Phật giáo là ngoại đạo, chính giáo của họ là cái gì? Là Khổng giáo, là Lão giáo mới là chính thống. Phật giáo là ngoại đạo nghe. Do vậy cho nên các nhà tư tưởng lúc thời điểm đó chỉ trích Phật giáo lừa đảo, không có phương pháp cụ thể, không có cái gì dẫn chứng cả. Anh nói rằng là anh có thể tu mà thở vào thở ra mà có thể đạt tới thần thông này các cái nọ, như Đức Thế Tôn nói là lời nói suông. Đó là trong trường hợp 6 lá thư của Lý Miễu. Chúng ta thấy cái sự liên hệ ha, lịch sử nó sẽ liên hệ ha. Do vậy cho nên bắt đầu yếu tố Tịnh Độ Tông có mặt. Mà đặc biệt là ngài Đàm Hoàng. Ngài Đàm Hoàng là người ở bên Trung Hoa chạy tị nạn qua Giao Châu, và tư tưởng Tịnh Độ nó bắt đầu xuất hiện. Và ngài Đàm Hoàng tự thiêu nghe. Ngài Đàm Hoàng ngài tự thiêu, và ngài tự thiêu hai lần mới chết. Và nó để lại những cái điều huyền bí là thấy ngài cởi một con nai vàng đi về hướng Tây sau khi ngài tự thiêu. Tức là bắt đầu nó có những yếu tố huyền bí trong Phật giáo. Thì ngài nói rằng là các ngươi nghĩ rằng là tu không có, nó không có cái điều linh dị hả? Ta làm cho các ngươi coi. Thế là ông tự thiêu hai lần. Lần thứ hai mới chết. Và khi ngài sau khi ngài tự thiêu á, thì lại thấy hình ảnh của ngài cởi một con nai vàng đi về hướng Tây. Đó là thế kỷ ngài Đàm Hoàng là mất thế kỷ thứ năm hả? Thứ năm, đầu thế kỷ thứ sáu. Chứ không phải là ngài, không phải là yếu tố Tịnh Độ Tông là bên Trung Hoa đâu nghe. Và nó có những cái giao thoa. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là Tịnh Độ Tông á, là nó ở Trung Hoa sau này, không phải đâu. Nó có nguồn gốc. Nó có nguồn gốc từ bên tiếng Phạn. Và mãi cho tới khi mà ngài Trần Nhân Tông là nhà thiền đó. Nhưng mà ở mở đầu vào cái hội thứ hai của cái tác phẩm gọi là tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo, ngài nói, ngài khẳng định liền Tịnh Độ là tính sáng soi. Di Đà Tịnh Độ là lòng trong sạch. Di Đà là tự tánh sáng soi, tức là chánh niệm. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy được cái tông Tịnh Độ nó đã có mặt tại Việt Nam. Và dĩ nhiên là ai cũng có thể niệm Phật được dễ dàng. Không có phải là Phật giáo nó không phải thiên về vấn đề triết lý nữa. À, do vậy cho nên là tới cái thời điểm đó là bắt đầu nhà nước Việt Nam bắt đầu nó có cái sự chuyển biến, giành lại độc lập và thời lý. Và cùng một thời nhà thầy Lý đã thành lập ra chùa Khai Quốc, tức là tôn trọng, nâng cao cái vị trí đạo Phật trong văn hóa Việt Nam. Do vậy những cái yếu tố mật thừa này bắt đầu nó ngài, quý vị thấy không, ngài Tỳ Ni Đa Lâu Chi ấy, ngài vừa có phương pháp thiền tập nhưng mà ngài cũng có phương pháp mật giáo trong này, để nó có những cái điều huyền bí. Cho nên khi mà thiền sư Vạn Hạnh là một trong những đệ tử của tông phái này, làm ra rất là nhiều cái điều huyền diệu, lạ kỳ, tinh quái. Hoặc là thiền sư Từ Đạo Hạnh, thiền sư Nguyễn Minh Không, và chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà đại loại là nó có những yếu tố mật tông trong này. Và các vua thời Lý của mình á, rất là mê cái môn mật giáo nghe. Các vị Tây Tạng thường xuyên đi tới, trong tác phẩm Đại Việt Sử Ký ghi lại rất là nhiều các vua thời Lý rất là ưa thích tụng kinh và mời các vị sư Tây Tạng mật giáo đi vào Việt Nam. Và yếu tố Tịnh Độ Tông cũng vậy.
Cho nên khi chúng ta thấy ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, ngài rất là tài tình, ngài thỏa mãn cái nhu cầu tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam của mình. Cho nên ngài giới thiệu cái tác phẩm, ngài giới thiệu cái yếu tố mật tông đi vào cái văn hóa Việt Nam. Đồng thời ngài luôn khẳng định cái nền tảng thiền tập. Và chúng ta hiểu là mật tông là một trong những cái phương pháp dùng âm thanh để đi vào thiền định. Tức là chúng ta trì tụng những câu thần chú, vân vân. Vì vậy cho nên đây là những cái yếu tố mà chúng ta phải điểm qua. Và chắc chắn là lần sau là chúng ta sẽ học thêm ha. Bây giờ thì bữa nay mình dừng lại ở đây thôi chứ. Hả? Quý vị có cái câu hỏi gì không? Quý vị có theo kịp cái bài giảng này hôm nay không? Tức là cái kinh Trường Đầu Tinh Xá đó, tóm lại là cái nền tảng là nói về cái vấn đề cái vị nào mà mở nó ồn quá vậy. Vị nào mở âm thanh nó hay ồn, thầy xin tắt hết. Nền tảng của ngài là thiền tập chánh niệm, biểu diễn với những hình thức tu tập khác nhau rất là đại thừa, tức là Bát Nhã Ba La Mật rồi Lục Độ Ba La Mật mà ngài Khương Tăng Hội cũng đã sử dụng. Đó cũng là một trong những cái nền tảng của kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật vân vân. Rồi bên một bên thiền tập, nhưng mà một bên ngài bắt đầu cho cái yếu tố mật giáo vào đất nước Việt Nam, và nó được tồn tại 500 năm, ít nhất là 500 năm là không phải chuyện giỡn. Một cái tông phái mà nó tồn tại hơn nửa thiên niên kỷ như vậy, có nghĩa rằng là nó rất là ưa chuộng. Do vậy cho nên những cái chuyện mà thần thoại thần bí đối với người Việt Nam mình mê lắm, thích lắm. Là như vậy, nó có nguồn gốc ha, chứ không phải là đơn thuần. Và do vậy cho nên chúng ta điểm qua cái nội dung tư tưởng của nền tảng Phật học cũng là cái nền tảng của cái mentality của người Việt Nam. Tại sao ngày hôm nay chúng ta thấy ở cái xã hội hiện đại mà người Việt mình có những cái niềm tin nó lệch lạc bên này bên kia vân vân. Thì đây là những cái yếu tố để giải thích cho chúng ta biết được ông bà tổ tiên của mình đã từng có những cái tư tưởng như vậy, và chúng ta được thừa hưởng tới ngày hôm nay như vậy, ngay cả trong tư tưởng Phật giáo cũng như vậy. Do vậy cho nên tóm lại là cái việc thực tập thiền chánh niệm của mình đó, nó vô cùng là nòng cốt. Phương tiện này, hình thức này vậy thôi, nhưng mà thực chất ra cái chất liệu thiền định Vipassana, Samatha Vipassana, Samadhi, đó là những cái phương pháp Vipassana, Anapanasati, Satipatthana. Đây là những cái phương pháp thở vào, thở ra, tứ niệm xứ, thiền chỉ, thiền quán, vân vân. Những cái phương pháp đó, đấy chính là cái xương sống của Phật giáo. Và những cái rườm rà hình thức sau này thì nó chỉ là được thêm vào để mà trang trí cho nó đẹp thôi. Thôi, ta dừng lại ở đây cho ta nói hoài, nói chừng nào mới hết. Quý vị có cái câu hỏi gì không? Bây giờ thầy mở ra cho quý vị ha. Quý vị có câu hỏi gì thì mình sinh hoạt nhau chút tí xíu rồi chúng ta thoải mái. Chúng ta thầy phải làm sao? Dạ, cái thầy là con mở lên được rồi cái thầy. Có được hỏi cái thầy là hồi nãy thầy có nhắc đến cái mà quán tâm hành đó, thầy có thể cho biết. Dạ. Quán tâm hành sao? Thì nói thầy có 52 cái quán tâm hành đó. Cái phần quán tâm hành đó, nó là một trong cái chi phần của tứ niệm xứ. Tức là quán tâm, tức là quán những cái hoạt động tâm ý, tức là quán những cái vận động của tâm ý của mình. Và ở trong cái trường phái Duy Thức Học á, Duy Thức Học là được phát triển sau cái thời kỳ của Khương Tăng Hội.
thì đưa ra cái trường phái duy thức. Thì trong trường phái duy thức Yogacara, tức là du già đó, thì có liệt kê rất là nhiều cái tâm hành mà thầy có đây, thầy sẽ gửi lên cho quý vị. Có những cái 100 tâm sở hữu pháp, thì trong đó có 51 tâm hành, 100 pháp đó, thì nó có 51 tâm hành, tức là tâm hành có nghĩa là cái mental function, tức là những cái hoạt động tâm ý của mình, những cái hình thức hoạt động tâm ý của mình, giận hờn, buồn phiền, bất an hay vui vẻ, gọi là mental function, những cái hoạt động tâm ý của mình, những cái chức năng của tâm ý của mình, chức năng giận hờn, buồn phiền, bất an. Thì khi quán chiếu tâm hành có nghĩa rằng là mình hãy làm như thế nào, nó có hai cái phương pháp, một là đồng nhất, hai là mình phân biệt. Phân biệt có nghĩa là sao? Mình hãy cho mình là cái người nhìn về cái đối tượng, ví dụ như tâm hành giận hờn nó xuất hiện, thì mình hãy đặt mình ra khỏi cái khung cảnh đó, mình hãy đồng nhất mình là cái thấy, mình là chánh niệm thôi. Tôi là thấy nó đang vận hành, nó đang xuất hiện trong tâm của tôi, trong thân của tôi đang bực bội, nó khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó, thì nó gọi là mình tách mình ra khỏi, mình là cái người đối diện, mình là cái khả năng nhận biết. Đó là cái yếu tố, đó là cái cách đầu tiên. Và sau khi mà mình nhận biết giỏi rồi đó, thì mình bắt đầu mình trở về, thì mình ôm ấp đó, mình đem mình coi cái tâm hành đó là một phần của mình, tức là mình đồng nhất, tôi là tâm hành đó, tôi có cái trách nhiệm chuyển hóa nó. Tôi công nhận tôi đang giận, chứ tôi không có nói là tôi về mà giận hả. Tôi ngon lành là tôi tu lâu năm rồi mà, ít nhất cũng 50 năm rồi, tôi tu đàng hoàng mà, sao tôi giận được. Tức nghĩa là mình nói dối. Mình giận thì mình nói giận có sao đâu. Nhưng mà mình nhiều khi mình sợ quê với bạn đạo, thành ra rồi cái mình nói chị nghĩ thì sao, mà chị nói tôi giận, thôi anh nghĩ thì sao mà nói tôi giận, tôi có tu nghe, thí dụ như đó là những cái câu nói nhiều khi mình không có công nhận. Do vậy cho nên hai cái trường hợp, một á là mình tách mình ra, mình lúc mà mình giận thì mình chỉ coi mình là cơn giận thôi, coi mình là cái yếu tố nhận ra cơn giận thôi, tức là mình là khả năng nhận biết cơn giận. Rồi khi mà nhận biết rồi á, thì mình bắt đầu mình trở về, mình hay đồng nhất, coi cơn giận là một phần của mình, đó là nó từ trong lòng của mình, là mình ôm ấp và mình chuyển hóa. Giống như thực ra cái bão tố nó đến với trần gian này, mình đâu có thể nào mình chấm dứt cơn bão đâu. Sóng biển nó ập vô cũng vậy, mình đâu thể nào chặn đứng cái cơn sóng biển đâu. Quý vị đi tắm biển đó, sóng bình thường thôi á, khi mà nó cuộn lên cao vậy á, thì tốt nhất là mình lặn xuống dưới là tự nhiên cái nó đi qua, cái mình lộ trồi lên đầu kia. Quý vị ra Hawaii đi, thầy chỉ cho tắm, nó đơn giản lắm. Sóng ào ào không có sợ, nó cứ ào nó vậy là mình chui dưới đây là đảm bảo an toàn. Đó là cách tắm biển. Cũng như vậy, cho nên sóng gió nó đi qua thì tốt nhất là mình tránh bão, chứ không thể nào mình chặn đứng bão. Là như vậy. Mình do vậy cho nên là quán tâm hành là như vậy. Khi các cái tâm hành, tức là những cái mental function, tức là những cái chức năng, có những cái hạt giống, những cái biểu hiện tâm lý, tâm ý của mình nó đến đó, thì thầy nói đó, thầy nhắc lại là một là thứ nhất là mình có thể dùng cái phương pháp gọi là phân biệt, tức là mình hãy đẩy mình ra, mình là khả năng nhận biết. Rồi sau khi mình nhận biết giỏi rồi thì mình trở về, ta là nó. Rồi ta ôm ấp, ta chịu trách nhiệm, chứ không có ngán ai hết. Rồi dùng cái phương pháp tứ chánh cần mà mình nuôi dưỡng, mà mình đẩy nó đi, mình nuôi dưỡng nó, vân vân. Thì đó là quán tâm hành. Thì cái danh sách 60 mấy cái tâm hành khác nhau thầy sẽ gửi cho quý vị trên online đó, quý vị nên download xuống, và nó cũng có sẵn trên internet ở trong trang web của Làng Mai, quý vị có thể download, nhưng mà thầy sẽ gửi lên Facebook cho quý vị download xuống, copy nó xuống rồi làm tư liệu để mà biết. Và nó function như thế nào thì khi nào chúng ta có dịp quay trở về học cái môn duy thức á, thì chúng ta sẽ biết. Hôm trước thì mình đã học rồi, học cái duy thức đi qua rất là lâu, mấy bạch thầy tuần. Bạch thầy, con là Diệu Hiền, lần đầu tiên con vào lớp này thì con chắc là
Chí Dũng có thể giúp con nếu mà Chí Dũng biết những cái tài liệu thầy nói, thầy post lên Facebook đó, thì Chí Dũng có hết đầy đủ không ạ? Tại vì con không có dùng Facebook á, nên con không có biết được là làm sao lấy những cái tài liệu mà thầy đã đăng đó thầy. Thì thì là Chí Dũng có không em? Ồ, quý vị có thể gửi cái email cho thầy, là thầy gửi ra cũng được. Thầy mới tạo ra cái website của thầy đó. Trong cái website đó nó ở phần cuối nó có cái phần kết nối đó, quý vị nên để cái thông tin email hay là địa chỉ là điện thoại để chắc chắn lỡ như Facebook nó bị hư một lần nữa thì mình còn cái danh sách của các vị tu học với nhau. Vậy thưa thầy, email của thầy là gì ạ? Hay là website ạ? Cái website của thầy nó tên là Diamond Heart Center. Thầy quên rồi. Không nhớ. Để em... lát thầy, để lát thầy gửi cho Tri Dũng, Tri Dũng gửi ra cho. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Thưa thầy, có một câu nữa là cái tâm bình đẳng hay là cố gắng không phân biệt đó thầy. Cái đó con biết là con học được nhiều, nhưng vì mình là cũng là con người á thầy, thì tại vì mình học của từ cha mẹ, từ ông bà mình, là lúc nào mình cũng phải lo bổn phận với con cái này kia cho gia đình, thành ra đôi khi nó khó mà giữ ở trong cái bình đẳng, là bởi vì mình cũng vẫn phải lo cho con cái của mình trước như hơn, phải không thầy? Không biết nó là một cái ích kỷ, nhưng mà nó là đồng thời nó là bổn phận luôn hả thầy, của một người mẹ hả không thầy? Nó có cái điều như thế này, thưa đại chúng mình lưu ý cho nó dễ mường tượng, tại vì cái này cũng rất là rộng. Thứ nhất là quý vị để ý là cái gọi là tương đối ha. Cái sự thật tương đối, tức là tương đối có nghĩa là có trái có phải, có trên có dưới, có trong có ngoài, có anh có em, có cha có mẹ, có phải không? Ví dụ như đầu này đầu trái, đầu này đầu phải, là sự thật tương đối, có phải không? Nhưng mà thực ra có này, đầu này là đầu trên, đầu này là đầu dưới, do vì chúng ta đứng trên trái đất cho nên chúng ta định vị nó như vậy. Chúng ta đúng là không gian thì đâu có cái nào là trên, cái nào là dưới, có phải không? Cái này là tương đối ha. Cho nên cha mẹ cũng vậy, anh em cha mẹ, mình nói rằng là mình là cha nó, mẹ là mẹ nó, mình là anh nó, mình là chị nó, chẳng qua là mình tính theo không gian và thời gian cho nên mình nói như vậy. Chứ khi mà cái xã hội mà khi mà cái vận động của vật chất mà nó chạy nhanh tới ánh sáng, bằng cái ánh sáng, thì không có cái yếu tố thời gian ở đây nữa. Tức là vật chất nó di chuyển nhanh như không di chuyển trong không gian mà nó nhanh bằng tốc độ ánh sáng thì thời gian nó là zero. Đó là cái định luật mà gọi là E năng lượng bằng vật chất và EMC square của ông Albert Einstein ông chứng minh. Có nghĩa rằng là vật chất nếu mà tốc độ vật chất nó tỷ lệ nghịch, tức là bằng này có nghĩa là EM là bằng gì? C square chia cho energy. Tức là mình suy ra đó. Tức là vật chất mass là như vậy. Cái này là thầy chứng minh tương đối thôi, tức là mass nó bằng tốc độ ánh sáng ha, chia cho năng lượng. Do vậy cho nên chúng ta định vị là ta định vị trên cái trái đất thôi. Cho nên những cái gì chúng ta đang ở đây thì chúng ta đang sử dụng cái sự thật tương đối. Sự thật tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối là gì? Tức là bát nhã đó. Chúng ta phải dùng cái tương đối mà chúng ta đi về tuyệt đối. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng từ cái tuyệt đối mà chúng ta trở về tương đối. Nó khó vô cùng. Tại vì cái rõ ràng là có anh, có em, có ông, có bà, có cha, có mẹ, có văn hóa, có này, có các kiểu. Có nghĩa là có chấp ngã, có tôi, có anh, vân vân. Cho nên là bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là mình dựa trên cái mức độ tuyệt đối. Có nghĩa là cái đó là cái thấy tuyệt đối. Tại sao nó tuyệt đối? Là tại vì mọi thứ trên trần gian này nó có cái tính tương quan tương duyên.
nó có cái tính cách duyên biểu với nhau, tức là tương tức với nhau, nó đi vào nhau, nó gọi là interpenetration, tức là cái ánh sáng nó đi vào mặt trời nó đi vào ánh sáng, vân vân. Thành thử cho nên mình đang có cái chấp ngã, ví dụ như chúng ta có một cái chấp, cố chấp, giống như là một cái bản ngã, này là tôi, này là mẹ, này là cha, nhưng rồi mình cứ nghĩ rằng mình có một sự phân biệt rằng là anh là anh, tôi là tôi, khác nhau, nó có cái chấp rõ ràng như vậy, là do vì chúng ta có cái tính cho cái tính sinh tồn, đấu tranh sinh tồn, fight or flight, đó là cái innate, tiếng Việt nó gọi là cái gì, bản năng tự tồn. Bản năng tự tồn của mình, do vậy nó có yếu tố chấp ngã không đó, cho nên cái cơ chế tự tồn đó, nó phân biệt ra, cho nên mình cư xử thông thường là mình cư xử trên cái cơ chế tự tồn, mình không muốn cho người ta làm tổn thương mình, chẳng qua là mình đang tồn tại, mình không có muốn cho người khác làm hư hoại mình, tại vì mình có một cái niềm tin rằng có một cái thường, tôi có một cái danh dự thường tồn đó, anh tới anh đã kích cái danh dự của tôi, do vậy cho nên là tôi phải trừng phạt anh thôi, vân vân. Con có những cái yếu tố không có dễ thương, vô lễ với mẹ, do vậy mẹ phải trừng phạt con thôi. Cái đó là cách thông thường là như vậy. Cơ chế tự tồn, mình cảm thấy mình mất đi cái gì đó, tại vì mình nghĩ rằng mình có một cái tôi, mình là cái gì đó, mình có một cái căn cước, mình có một cái identity. Do vậy cho nên là cái đó là chuyện rất là bình thường, đó là ở xã hội tương đối. Và chúng ta phải dùng cái tương đối này để chúng ta chạm vào cái tuyệt đối, để chúng ta giải phóng mình ra khỏi cái tương đối. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta khổ ở Việt Nam là tương đối. Nhưng mà mình đứng đây mình chống lạnh mà nói khổ nó vô thường mà có cái gì đâu mà phải than. Hoặc là mình đứng đây mình chống lạnh mình nói nó khổ chứ tôi đâu có khổ. Nó chết chứ tôi đâu có chết. Mắc gì tôi phải động lòng thương. Hoặc là nó cuối cùng là không hết mà, có gì đâu. Hoặc là mình nói là cuối cùng rồi ai cũng chết mà, nó khổ cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết, thì mắc gì là phải thế này thế kia, vân vân. Thì có nghĩa là chúng ta đứng ở cái chiều tuyệt đối mà chúng ta nhìn về tương đối. Thì có những lúc như vậy, khi mà chúng ta đứng ở tuyệt đối mà chúng ta không có chánh niệm đàng hoàng đó, chúng ta chỉ lý luận thôi đó, thì có nghĩa là the whole thing collapse, nó sụp đổ hết, nó hư hết. Do vậy cho nên khi tu tập á, là chúng ta phải tu ở cái mức độ tương đối cho nó đàng hoàng, để chúng ta thể nghiệm cái mức độ tuyệt đối. Và khi chúng ta chạm được vào cái trí tuệ tuyệt đối á, thì chúng ta soi sáng cho cái tương đối của cái xã hội tương đối, để cho nó đẹp, để cho nó tuyệt vời hơn, để cho nó nhẹ nhàng, để nó giải phóng. Tại vì cái này nó có tính cách ràng buộc, do vậy cho nên tu mình giải phóng ra những cái ràng buộc này, đó là cái lý do. Do vậy cho nên là không có sao hết, mình hãy đóng cái vai trò một người mẹ ở trong cái không gian này và thời gian này và cái gia đình này. Mai mốt 100 năm sau chúng ta chui một cái gia đình khác, chúng ta lấy cái họ khác, rồi chúng ta nghĩ rằng là ta là ai, cái đó là tuyệt đối, phải không? Nhưng mà ngay cái giây phút bây giờ chúng ta hãy làm cho nó tốt đẹp, một người mẹ đúng cái tiêu chuẩn của một người mẹ như thế này, có chánh niệm hoàn toàn, thì đó là chúng ta thấy một cái mức độ tương đối và tuyệt đối, nó có cái tính cách tương quan tương duyên với nhau là như vậy. Cho nên chúng ta không có bận rộn gì cả. Ví dụ như chúng ta có cái thân này thì chúng ta biết rằng nó cũng đau nhức, cũng đau khổ, nó cũng khó chịu, có lúc nó cũng mệt mỏi, nhưng mà chúng ta loại trừ cái mệt mỏi bằng cách loại trừ cái thân. Thì cũng giống như con rắn nó bị cái con mũi cắn mà nó đưa cái đầu nó vô bánh xe bò để cho cái bánh xe bò cắn cái con mũi cho nó chết, thì nó cũng chết luôn. Đó là cái hình ảnh nó vô cùng là thú vị trong kinh được đưa ra. Do vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng mình xóa sạch nó hết, nó là hết khổ thì cũng đâu có được. Cho nên thân thể này vốn
nó là một pháp, tức là một hiện tượng trong cái vô vàn các hiện tượng khác. Vậy cho nên chúng ta hãy sống một cách trọn vẹn với thân thể này, khôi phục lại ông thần linh trong này. Ông thần linh của mình là gì? Cái người thấu hiểu, cái người biết rõ, khả năng nhận biết, vân vân. Vậy cho nên chúng ta giữa cái tương đối và tuyệt đối á, nó phải rất là cẩn thận. Cho nên chúng ta mới tu á, thì có thể học dâm ba kinh, chúng ta bắt đầu nói thánh. Nói ôi thôi, có cái gì đâu, ai cũng chết, có cái gì đâu mà phải muộn phiền. Thì đó chúng ta nói là tuyệt đối. Như thì đúng là ai cũng chết đấy. Nhưng mà rồi chị của mình, em của mình nó đang khổ, mà mình không có cái phương pháp nào tốt đẹp hơn hết. Mình nói ôi, trước sau gì cũng chết thôi, đâu mày buồn phiền. Nhưng mà vài bữa tới phiên mình thì mình lại la làng. À, kiểu nó vậy. Cuộc đời nó như vậy. Tại vì cái cơ chế tự tồn, ích kỷ của mình là như vậy. Mình có cái ngã riêng biệt. Mình có cái tôi riêng biệt. Do vậy cho nên là cái giữa tương đối và tuyệt đối, nó không có một cái bờ vực gì cả. Trong cái bài kệ Pháp Cú mà thầy dịch hôm cái hôm thứ năm mà thầy có giảng cái dưới dạng MP3 thầy để trên Facebook á, cái bài 1 á, niệm hơi thở vào ra chứng chân đế không xa, tức là cái chân đế tức là tuyệt đối, và cái tục đế tức là cái tương đối, nó nằm ngay bây giờ. Cho nên chân đế và tục đế nó nằm ở bây giờ, nằm ngay bây giờ, nằm trong cái hơi thở mình á, chứ không phải nằm ở ngoài kia. Vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta không có sao hết. Chúng ta hãy sống có mặt một cách trọn vẹn, hoàn thành những cái trách nhiệm tốt đẹp nhất của một con người theo cái chiều hướng lành thiện, tức là những cái thiện nghiệp. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Vậy thôi. Còn cái chuyện tương đối, mình tuyệt đối bình đẳng. Bình đẳng là ở cái mức độ tuyệt đối. Và một khi mà chúng ta chạm được cái yếu tố bình đẳng thì cái tình thương của mình nó mới lớn ra. Còn nếu chúng ta chưa chạm vào được cái tuyệt đối này, chưa chạm vào cái yếu tố bình đẳng thì tình thương của mình vẫn có, nhưng mà nó có nhỏ lắm. Thế thôi. Cho nên khi mà mình phải cố gắng mình phát triển cái tình thương nó lớn hơn. Thế thôi. Để nó có cái tính cách, thí dụ bây giờ trong cái vùng bão như thế này thì ai cũng như ai thôi. Thì lúc đó chúng ta thấy cái bình đẳng nhiều hơn. Có những người tới hỏi chứ bạch thầy là bây giờ gia đình con có một người bị COVID chết, mà con không có gặp được, con khổ lắm, thì phải làm sao? Thì cái điều cơ bản là dĩ nhiên là chúng ta phải công nhận rằng là bạn đang khổ, người thân của mình đang khổ, cái người kia họ đang khổ. Nhưng mà cái sự thật là mình cho họ thấy rằng là thiên hạ chết rất là nhiều. Chúng ta hàng thấy hàng trăm cái ngôi mộ nó đang chết vì bệnh COVID. Hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người, chứ không phải một mình. Thì mình thấy nó rộng hơn. Thì mình thấy cái sự thật đó mình chấp nhận được. Từ cái chuyện ích kỷ cá nhân của mình và cái sự rộng lớn hơn mình chấp nhận được. Trong chiến tranh cũng vậy thôi. Ai cũng chết chóc. Chia phe ra bắn nhau chơi vậy thôi. Cũng ngã gục xuống thì ai cũng phải chết chóc. Thì trong cái lúc chết chóc thì ai cũng đau khổ thôi. Cho nên chiến tranh không có bên nào thắng cả, mà chỉ có chết chóc và đau thương thôi. Đó là cái sự thật. Vậy cho nên tương đối tuyệt đối là như vậy. Cho nên chúng ta không có khi mà chúng ta nếm được cái tình thương lớn rồi á, cái chuyện tương đối tuyệt đối là cái chuyện để nói thôi, là phương tiện thôi. Tại vì mục đích chính trong cái lúc nãy là mục đích chính là phát đại từ bi tâm, chứ không phải là sèn sèn mấy cái chuyện này. Quán tâm hành mục đích cũng là đi về đại từ bi tâm. Và rồi nói về cái chuyện tương đối tuyệt đối hay là bình đẳng, hay là cũng nói về cái chuyện đại từ bi tâm. Tối hậu là cái việc là mình mở rộng tình thương, chứ không phải là những cái phương pháp. Đây là những cái phương cách đi tới. Cái methodology mình đi tới. Là như vậy. Cho nên chúng ta không có bận rộn chi mấy cái này. Là như thế. Ha. Rất là bình an. Cho anh nói nữa là thầy nói tới 8 là thầy nói nữa. Rồi, thôi đại chúng mình đủ hả? Quý vị có câu hỏi gì nữa không? Rồi, thôi mình nghe 3 tiếng chuông rồi mình chấm dứt ở đây. Cảm ơn đại chúng. Lần sau mình sẽ nói tiếp. Nói hoài quý vị ngán bỏ chạy hết.
tốt nghiệp hết. Mời đại chúng mình buông hết tất cả những cái gì học hỏi, mình trở về. Tại vì những cái thứ mình học hỏi nó thuộc về quá khứ rồi. Ngay bây giờ chỉ có hơi thở vào và hơi thở ra. Hãy coi cái vận mạng của mình là hơi thở vào, hơi thở ra. Và có mặt trọn vẹn với cái vận mạng của mình. Thở vào. Thở ra. Buông hết mọi tâm tư, thả lỏng. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Chúc đại chúng ở Việt Nam có một ngày bình an. Xin tắt ở đây hả? Mừng quá, cuối cùng cũng được tắt. Thầy tha quý vị, cho quý vị đi ngủ. Ở đây thầy nói suốt. Chúng con cảm ơn thầy. Dạ, thầy cảm ơn cô Thanh Mai. Chúc thầy ngủ ngon ạ. Dạ.